Một ngày học 5 tiết mệt ơi là mệt. Ước gì ngày nào cũng đi chơi với người yêu như này có phải tốt không? Trời, một tuần 7 ngày hẹn cá với bé anh đi chơi giờ vẫn ước. Thứ mày là thứ gì cũng của người đâu. Này, em ước cái em, sao anh phải bức xúc thế? À, ui chết anh Hiếu, em quên mất. Gì đấy? Mày lại quên cái gì ở trường đúng không? Đâu, em quên là anh làm gì có người yêu mà hiểu công tác hẹn hò. Trách nhầm anh rồi. Này, tiên sư mày nhá. Mày có học ngành khảo cổ đâu mà sao mày thích chọc ngoáy thế? Hả? À, hôm nay nhá, mày tới số rồi. Tao đem mày đi đấu nhiều bạn luôn cho con có thứ này. Mày đứng lại. Con có thứ này. Mày thích chết không? Hả? À, mày giỏi mày đứng lại. Mày đứng lại. Coi kìa. Mày ra đây. Mày ra đây. Ok bọn này thôi. Ra đây. Thôi. Tao lại vả cho mỗi đứa phát bây giờ đấy. Lớn đầu rồi. Suốt ngày dồn nhau và đánh nhau như mấy đứa trẻ con đấy. Không sợ người ta nhìn vào người ta cười cho à? Phải đánh. Phải đánh cho nó trở cái thói gọi là cà khịa đi nhá. Không có ngày em bị vã lây đấy. Thôi được rồi. Mà anh Tuấn đâu? Sao có mỗi hai người thế? Ờ, à, đúng rồi. Cái thằng Tuấn dạo này nhá, nó cứ toát ở thoát hiện như ma ấy nhở. Anh chưa cập nhật tình hình rồi. Thằng Tuấn nhá, đợt này còn khó gặp hơn cả người nổi tiếng cơ. Đấy. Vậy á? Thế anh Tuấn làm cái gì? Sao không ai bảo gì thế nhở? Thằng Hiếu, mày là bạn cùng phòng với nó, mày không biết nó làm gì à? Ôi, em chịu. Tôi chết rồi. Có khi nào nó bị lôi kéo vào con đường nghiện ngập hút chích, xong thì nó tránh mặt bọn mình. Úi dồi ôi, mấy cái vụ này á, anh rành lắm. Anh Hoàng cứ nghĩ đâu đâu ấy. Anh Tuấn nó hiền lành tử tế chứ có ngu đâu mà nghiện ngập. Cô này, mày có thích xoắn tao không? Hả? May hôm nay là có Nhung ở đây, tao bỏ qua nhá. Anh Tuấn không phải là hiền, mà là lành. Lành thì là nói giảm nói tránh của Tần đấy. Trông thế thôi chứ ra đường á, cứ ngáo ngáo ngơ ngơ, gặp đứa nào danh má, khác nó lửa cho nghe cún cút đi chứ. Chị Nhung nói cũng đúng đấy. Thế hỏng, thằng này kiếp này coi như bỏ. Ngươi là Tuấn, sao lại ngu thế không biết chứ, đâm đầu vào mấy cái nghiện ngập hút chích. Ôi giời ơi, làm người không muốn muốn làm thú. Ôi giời ơi, anh Tuấn ơi là anh Tuấn ơi, hút chích á mà không đúng liều lượng, khéo lại hưởng dương 20 tuổi ấy chứ. Này, hai cái đứa kia, tao đã chết đâu mà chúng mày than khóc cái gì hả? Anh Tuấn, anh đi đâu về đấy? Phong cách ăn mặc kiểu gì đấy? Ý trời ơi, đúng là thảm họa thời trang. Anh Tuấn ơi, anh vừa xin được cái bộ này đấy. Xin giỏ cái gì? Tao vừa mua bộ này 2 triệu đấy. Tao, nhìn thế nào? Tao trông ra dáng chủ tịch chưa? Ôi trời ơi. Cái bộ giày rách này mà mày mua 2 triệu á? Đấy, mọi người thấy em nói có sai đâu. Nói có sách mách có chứng đây. Ôi trời ơi, cái bộ quần áo này, nhìn kìa. Có khác cái rẻ lắm, 2 triệu này. 20 triệu này. 2 triệu hả? Hả? 2 triệu đâu? Hả? Lừa cái gì mà lừa? Chúng mày vừa nói xấu gì tao đúng không? Hả? Không được. Phải kiểm soát cảm xúc của mình thì mới làm được việc lớn. Không thể trẻ trâu mãi thế này được. Anh Tuấn, anh chưa trả lời em đâu. Anh đi đâu về đấy? Anh vừa đi dự hội thảo về, nhiều việc quá nên là về hơi muộn. Cái gì anh Tuấn? Anh nói cái gì em không hiểu? Hội thảo á? Tuấn à, mày có sốt không á? Tao xem nào. Có sốt đâu? Sao lại mê sảng được nhờ? Bỏ cái tay ra. Có mà anh mê sảng á? Nay tao đi dự hội thảo nhá. Vào trong đấy toàn các doanh nhân thành đạt, tháng kiếm vài trăm tỷ. Chúng mày mà vào đấy nhá, lác mắt luôn. Ui, anh Tuấn ơi, anh làm cái gì mà được đi dự hội thảo cùng với các doanh nhân thành đạt đấy? Có anh nào chưa vợ đẹp trai không? Giới thiệu cho em. Mày lại trai với ốc rồi. Thôi được rồi, để hôm nào nhá, tao sẽ dẫn mọi người đi đến đấy mở mang tầm mắt, coi như là lấy động lực để phấn đấu. Vào trong đấy, mình như kiểu bước sang một thế giới khác vậy. Từ những cử chỉ, hành động đều toát ra mùi tiền. Ở trong đấy nhá, người ta toàn nói chuyện với nhau bằng tiền tỷ thôi. Một người rất tốt. Ui giời ơi. Ê, Tuấn ơi. Ui dồi ôi, Tuyến trả lời tin nhắn của tao rồi. Tuyến khen tao là nhá, một người rất tốt đấy. Cái bọn này, ngoài chuyện yêu đương ra,
Chúng mày không nghĩ được chuyện gì khác à? Mày đừng có mà tinh tướng nhá. Cái mặt mày khác gì? Đây này, đây này, đây này. Úi giời ơi, tao vừa nhắn tin một cái nhá. Úi giời ơi, Tuyến trả lời luôn. Này còn khen tao nữa. Úi giời ơi, thế là có người yêu rồi. Thời tới gọi là cản không kịp rồi. Ê, thằng ích kỷ thế không biết gì. Anh em có chuyện vui ấy chả chia sẻ gì cả. Chỉ đâu xem nào. Đây. Úi giời ơi. Anh Hiếu, em thấy anh là một người rất tốt. Đấy, thấy chưa? Ê, mặc dù Tuyến rất lạnh lùng, thế nhưng mà Tuyến phải để ý tao mới biết tao tốt chứ. Đấy. Nhưng trong lòng em đã có người khác rồi. Cảm ơn anh đã dành tình cảm cho em. Mình không là người yêu thì mình là bạn bè tốt anh nhé. Trời. Cái thằng kia, mày đóng nhăn đóng quậy cái gì đấy? Hả? Mày đừng có mà xuyên tạc lung tung những cái thằng ác ôn này nhá. Đây, tự thẩm đi cho chính xác rõ ràng nhá. Không lại bảo là trách với chẳng móc. Ôi trời. Ôi trời. Mày còn non và xanh lắm. Con gái bây giờ á, một là phải đẹp trai, hai là phải nhiều tiền. Mày đã không đẹp trai rồi thì mày phải giàu. Mày giàu cái nhá, tao đảm bảo các em xếp hàng theo mày lần lượt luôn. Mày im cái mồm đi. Tiền không có ăn thì tao bảo ra giàu mắt à? Đấy, vấn đề là ở chỗ đấy. Mày cứ ngồi ở đầu giường khóc lóc thế này á, thì kiếp sau mày cũng không giàu nổi đâu. Mày có giàu quái đâu mà mày nói như đúng rồi ấy. Đúng là bây giờ tao chưa giàu thật. Thế nhưng mà tao đã tìm ra con đường làm giàu rồi. Đâu, ai giàu đấy? Em vừa nghe tiếng chữ giàu. Ai giàu đấy, bao em trà sữa đi, em đang thèm. Bao cả anh với Nhung nữa, mấy khi Tuấn giàu Nhung nhỉ? Chưa, em đang bảo á là em mới tìm ra con đường để làm giàu thôi. Một thời gian nữa nhá, em trở thành tỷ phú, em bao mọi người đi tắm biển Hawaii luôn. Chứ lúc đấy trà sữa có là cái gì? Trời ơi. Này, Tuấn ơi, mày vừa rớt từ trên sao hỏa xuống đấy à? Chán thật đấy. Thực ra làm giàu không hề khó, chẳng qua là mọi người không có cơ duyên gặp được thủ lĩnh để người ta dẫn mình đến cái sự giàu sang. Không tin nhá, tí mọi người đi hội thảo cùng em cho mọi người mở mang tầm mắt luôn. Hội thảo? Suốt ngày anh đi hội thảo, anh cứ làm như anh là chuyên gia nhở. Thế anh hội thảo về cái gì đấy? Thì tao đi hội thảo về cách làm giàu, cách kiếm tiền chứ còn gì nữa. Anh Tuấn ơi, anh xem cẩn thận không là bị lừa đấy. Như em này, đi làm bao nhiêu năm bục cả mặt ra, chả có đồng nào, huống chi là anh suốt ngày đi hội thảo. Đúng rồi Tuấn ạ, làm giàu mà dễ thế á, thì cả thế giới đã thành tỷ phú hết rồi, đó. Nói chuyện với mấy người bảo thủ chán thật đấy. Thôi, đến giờ em đi hội thảo rồi. Thằng Hiếu, có đi cùng tao không? Thôi, tao không đi đâu. Nghe mày nói chuyện ấy, ảo ảo rồi gì ấy. Không đi thì thôi, cơ hội đến mà không biết chụp lấy á thì chỉ có nghèo bền vững thôi nhá. Sau này tao giàu rồi á thì đừng có mà vay tiền tao, nghe chưa? Sai. Mọi người nhìn em giống tỷ phú chưa? Từ bây giờ nhá, mọi người phải gọi em là Tuấn Tiền Tấn, nghe chưa? Ha, em đi nhá. Anh Hoàng ơi, anh cho em mượn 20 em đi xe buýt ạ. Tuấn Tiền Tấn mà không có đổi 20 đi xe buýt. Em không có tiền lẻ, đi xe buýt mà đưa người ta 500 mà để người ta đổi xuống à? Sao? Mày điêu vừa thôi, ăn mì cả tuần nay rồi có tiền đâu mà chắc mới trả lẻ. Em xin anh Hoàng nhá. Sao tao cứ thấy cái biểu hiện này quen quen ấy? Nghèo rớt mùng tơi ra, thế nhưng mà cứ mở mồm ra là tỷ nọ tỷ kia ấy. Xong lại suốt ngày đi hội thảo này, cơm lê vết tông này. Thôi chết rồi, có khi nào thằng này nó bị cái bọn đa cấp tẩy não rồi không nhở? Em cũng nghi lắm. Biểu hiện như thế nhá, một là chỉ có bị điên thôi, hai là bị dính vào đa cấp rồi. Đúng rồi đấy, có khi anh Tuấn á còn bị nhồi vào não những cái viển vông thôi. Làm sao bây giờ nhở? Anh Hoàng ơi,
Hay là anh cho em sang chỗ anh tá túc vài hôm đi. Chứ em bảo cùng nó tẩy não em luôn thì chết đi, đùa đó mà. Ma lực của cái bọn đa cấp này nhá, ui giời, nó không phải dạng vừa đâu. Anh Hiếu ơi, anh không có tính chứng kiến nào anh Hiếu. Bây giờ nhá, anh tỉnh táo, anh có lập trường thì cả công ty họ hàng nhà đa cấp nhá, nó cũng không lừa được anh, hiểu không? Huống chi là anh Tuấn, chỉ được cái anh cũng núp thôi. Thảo nó đúng rồi đấy. Nhưng mà quan trọng bây giờ là làm sao lôi được anh Tuấn ra khỏi tổ chức kia thôi. Không biết là nó đổ vào đấy bao nhiêu tiền rồi. Thằng này nó ngu thế chứ đấy. Dính vào cái bọn này á là khuynh gia bại sản đấy. Mà đấy, bây giờ nó mà cầm cố hay nó vay lãi nhá thì còn chết dở nữa. Buồn ngủ thế nhỉ. Tao quá mệt với cái thằng Tuấn này rồi đấy. Mà đấy, chúng mày thấy chưa, chúng mày gặp chuyện một cái nhá là anh lại mất ăn mất ngủ theo chúng mày. Đấy, quá mệt mỏi. Này này, thằng Tuấn kìa. Ôi trời ơi, cái gì đây? Ê, Tuấn Tiền Tấn. Ôi trời ơi, Tuấn Tiền Tấn đây là Tuấn Tiền Tấn. Này, tiền đẻ nặng quá hay sao nhìn được thảm thế? Ôi, ôi sao nào, cái gì đây? Ôi trời ơi. Này, theo như cái kinh nghiệm đeo tông của tao 20 năm nay ấy, thì cái đôi này của mày á, hết hạn sử dụng, vô phương cứu chữa rồi, hiểu không? Mày định đem về làm cổ vật à? Hả? Ôi trời. Hết lái thế nào? Tao đem về sửa nhá, vẫn sử dụng được tốt. Mày không thấy á, người càng giàu càng tiết kiệm à? Thôi anh Tuấn ơi, đi mà mua dép mới. Chứ nhìn này khác gì chủ tịch hiệp hội An Xin xuyên lục địa không? Tuấn ơi, xách đôi dép về, lấy dây thép buộc lại ấy, chứ ai chủ tịch đi trên đất bao giờ không? Một đôi tông những ba xịch ấy, ít đâu. Không phải cà khịa nhá, mọi người chưa nghe câu vạn sự khởi đầu nan à? Những ngày đầu bao giờ chả khó khăn, phải có ý chí vượt qua thì mới giàu được chứ. Với lại làm gì có ai đùng phát giàu được luôn. Anh Tuấn ơi, thế cái hội của anh ấy đầu tư có cần nhiều tiền không? Em muốn tham gia bên anh nhá, có rất nhiều gói đầu tư, gói bạc, gói vàng, gói kim cương, tùy vào mức độ mình tham gia, đầu tư càng nhiều lợi nhuận càng cao. Em muốn tìm hiểu rõ hơn thì mai em đi với anh. À không, chiều nay em đi với anh cũng được. Ở đấy nhá, em sẽ được tiếp xúc giao tiếp với những người đang thành công. Nhung không tham gia đâu nhá, mày không phải mời. Mà mày nghe tao hỏi này, mày dính phải bọn đa cấp rồi đúng không? Mày đổ vào đây bao tiền rồi, lừa bao nhiêu người rồi? Hả? Anh buồn cười thế nhở? Lừa lọc cái gì? Người ta có bí quyết làm giàu, người ta muốn chia sẻ cho mình, trao cho mình cơ hội. Anh lại bảo là lừa. Nói chuyện với anh chán bỏ xử ra. Thôi em vào đây, chiều em còn đi hội thảo. Cái thằng trời. Này, thằng này lún sâu quá rồi. Bây giờ bọn mình ấy là phải có biện pháp mạnh nhá, chứ khuyên nó thế này nó không nghe đâu. Biện pháp gì được? Vào đây. Anh Tuấn ơi, nóng chảy mỡ ra mà anh suốt ngày com lên đóng thùng đấy. Nhìn anh vừa già vừa lụng thuộm, không đẹp đâu. Mày chả biết cái gì cả. Muốn làm chủ tịch, doanh nhân thì phong thái, cách ăn mặc, đi đứng phải thể hiện sao cho giống chủ tịch, doanh nhân. Nói chung á, là thói quen tạo nên con người. Mày hiểu chưa? Hiểu rồi. Nói nghe buồn ỉa. Mà dạo này mày cúp học hơi nhiều rồi đấy nhá. Thi đến đít rồi lo mà đi học đi. Học hành cái gì? Học á, sau cũng chỉ để kiếm tiền mà thôi. Mày không thấy các tỷ phú đấy à? Đều bỏ học cả. Phải lao ra đời kiếm tiền thì mới giàu được. Học làm gì cho đầu to mắt trố ra, hiểu không? Này, mày cứ lao đi nhá. Xem đời có vả cho mày phát lật mặt không? Trời ơi. Ôi trời ơi. Em lao luôn vào ngày này nhá, anh không phải thách. Ôi giời, cặp đâu rồi? Đi luôn nào. Anh em, xuống lên. Cái gì đây? Thả ra, thả tao ra. Ôi giời ơi. Chúng mày có biết bắt người là vi phạm pháp luật không hả? Định tống tiền hay gì? Trời, mày hỏi tôi đấy nó không tiếng ngại hả? Mày làm gì có tiền cho bọn tao tống? Tao sắp có. Thả tao ra, nhanh không tao đi hội thảo muộn bây giờ. Không có cam thảo với hội thảo gì hết nhá. Ngồi im đấy, suy nghĩ cho nó thông đi hả? Xem cái hội đa cấp của mày ấy, nó lừa đảo như thế nào, nó ảo như thế nào, hả? Khi nào nghĩ thông rồi, sáng suốt ra rồi, không có ý định đi theo cái đội đấy nữa thì tao thả, ok? Em cần gì phải suy nghĩ khi mà em đã tìm được chân ái của đời mình. Thế à? Thế thì nhá, mày cứ ngồi im ở đây, bọn ta sẽ cho mày thành cái xác ướp luôn. Đi chúng mày, đi. Xem chị được bao lâu. Thả tao ra. Thả tao ra. Tao có thành xác ướp à? Tao cũng không từ bỏ ước mơ làm giàu đâu. Thả ra. Ăn cái này ngon phết nhở? Được ạ. Ngon. Nhưng mà cầm sang cho anh Tuấn ít. Chứ bọn mình ngồi ăn, còn anh Tuấn một mình bên kia thế tội sao ạ? Không phải cho, nhá. Cho nó bên đấy cho nó sáng mắt ra, ăn uống cái gì.
Thôi, để em mang sang cho mấy cái, chứ ai lại ăn bỏ đồng đội thế được. Con ra mặt túi thế á. Còn này, về lấy thêm đi nào. Anh chị ơi, anh Tuấn mất rồi. Cái gì? Ôi dồi ôi, tao đã bảo rồi đừng có cơ, trời nó chặt quá nên ngạt thở nó chết hay sao. Ôi Tuấn ơi. Tuấn ơi, tao đâu? Thì mất tích rồi. Ôi giời ơi, tao tát cho mày bắt cái sư mày chứ. Lần sau mày thông báo cho chuẩn nào nhá. Mày bảo mất tích chứ này à? Hả? Mày bảo nó mất rồi tát cho phát. Thì mất thật còn gì, có ở đây nữa đâu. Ôi giời ơi. Mà công nhận kỹ năng bỏ trốn của thằng này tốt đấy. Quả này tao mà bắt được nhá, mày chết với tao. Tao ship thẳng mày vào cho bố mẹ mày. Xem lúc đấy á, mày còn đi hội thảo với cả doanh nhân Thành Đạt nữa không. Ai gọi đây? Alo ạ. Dạ vâng ạ. Đi đây. Đi lên phường. Ship thằng Tuấn về đây. Nó cùng với hội của nó bị hốt tất lên phường rồi. Trời ơi. Ôi. Đây ngồi xuống đây nghỉ tí đã chứ nào. Ngồi xuống. Ui giời. Ôi. Này. Tao bảo mày ăn ít thôi nhá. Có chuyện gì ấy, bọn tao còn dễ bẻ bê vác ấy, nặng như con lợn ấy. Thôi, người ta đã như thế rồi cứ trách mới móc mai. Mà anh Tuấn ạ, em thấy là chỉ bị thương phần mềm thôi. Mà trông kìa, có khác gì cái xác không hồn không? Anh Tuấn, anh có ổn không đấy? Thì đúng là cái xác không hồn rồi còn gì nữa. Gớm, bị đánh thì ít, lo sợ thì nhiều. Tầm này á, chắc hồn đã vất vưởng ở đâu ấy, đã dám về đâu. Anh Hoàng ơi, vụ vừa nãy là sao đấy? Trời, thì nó đi hội thảo, xong tư vấn con nhà người ta, mời gia nhập tập đoàn để được làm vào chủ tịch này chủ tịch kia, thu nhập được tỷ này tỷ kia. Úi giời ơi, lừa được thằng em, xong đến lần thằng anh á, úi giời nó tỉnh đòn hơn. Nó đến tận hang ổ, nó giã cho một trận. Xong nó kêu công an đến là nó hốt nguyên cả ổ phải đồn chứ sao nữa. Đấy, nó phải thế cho nó sáng cái mắt ra, nhá. Mà thôi, đứng dậy đi về Tuấn Tiền Tấn ạ, nhá. Nặng như con lợn này tao chịu chả dìu nữa đâu. Đưa tao về với. Úi giời. Đưa dậy. Nào, dậy đi. Úi giời, cho tao về với. Chứ không nó mà dồn đến đây á, đánh cho tao thì kiếp này coi như bỏ thật ấy. Bỏ là bỏ thế nào? Đường đường là doanh nhân Tuấn Tiền Tấn, đúng không? Phải bình phục đi, xong thì đi dự hội thảo ấy, để tư vấn cho con nhà người ta cách làm giàu chứ lại. Thôi, anh không phải càng nghĩa em nữa. Em tẩm tới ra rồi. Vẫn không chịu nghe. Con trai gì mà giận dai thế không biết. Đàn ông thì cũng là người, cũng biết giận chứ, mỗi con gái nhà mày biết giận à? Trời. Lại cãi nhau người yêu à em? Em đang chán đây. Lúc sáng đã cãi nhau một lần rồi. Bây giờ gọi điện vẫn không thèm nghe. Mà vấn đề nhá, con to tát gì đâu. Em chỉ bảo là cuối tuần em đi chơi với người yêu cũ, không đi xem phim với ông ấy được. Thế mà cũng giận, rõ chán. Trời ơi. Này, phải tao ạ. Tao chả vải cho sưng mồm lên đấy chứ, ở đấy mà to mới không to. Gớm nữa. Em đi chơi với người yêu cũ. Giải ạ, nói nghe bon mồm nhờ. Thế bây giờ nhá, tao hỏi mày là, thử thằng yêu mày ấy, nó bảo là anh đi chơi với người yêu cũ, xem mày có nhảy dựng lên không? Trải qua bao nhiêu mối tình rồi mà vẫn không khôn lên được. Mày nhá, là minh chứng cho cái câu à, ngu lâu rốt bền. Mày cứ nói thế, không phải cứ yêu nhiều và là ngu đâu, hiểu không? Mình bình thường thế này thôi. Thế nhưng mà đang có một thế lực vô hình tác động vào đấy. Mày lại nhảy cái gì đấy? Hả? Thế lực vô hình gì? Nói thế lực vô hình thì nghe nó hơi kinh. Nó theo cái kiểu gọi là tử vi phong thủy tướng số, các thứ đấy. Chắc mày ế quá làm liều, đi xem bói tình duyên ở đâu rồi đúng không? Giỏi anh buồn cười rồi. Bói bừa là bói bừa thế nào? Dựa trên cơ sở đồng hoàng, ngày sinh, năm sinh, tháng sinh, ngũ hành, đấy, bừa là bừa thế nào? À, thế chắc là không phải bói bừa mà chỉ nói điêu thôi. Đây, nói có sách mách có trứng, đây. Anh à, đây rồi. Có nào, mày tuổi Mậu Dần đúng không? Đấy, đúng rồi, đây, xem nè, đây rồi. Tử vi tuần này của tuổi Mậu Dần à. Tuổi Mậu Dần phải đối mặt với nhiều nan giải liên quan đến việc ứng xử. Con giáp này có thể gặp nhiều rắc rối thông qua những tin sai lệch, lời nói bị hiểu sai ý. Cẩn trọng khi diễn đạt suy nghĩ của mình. Đấy. Ngoài ra tình cảm có điềm báo nảy sinh mâu thuẫn gây rạn nứt. Đây xem nào. Đấy, chỉ có thế thôi nhá. Mày thấy chuẩn chưa? Quá chuẩn luôn này, mày họa từ miệng mà ra. Cãi nhau với người yêu còn gì? Đúng nhở,
Anh Hiếu ơi, anh xem ở đâu ấy, em xem với. Lại được cả mày nữa. Chẳng qua là nó trùng hợp thôi nhá. Cứ tin vào cái này xong u mề mề nhá, có ngày rước họa vào thân đấy. Ôi giời ơi, nói có sách bách có chứng, thế mà không tin nữa, có gọi là cha của bảo thủ thảo nhờ. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Và tối nay. Vâng vâng vâng. Ra đây tao cho mày xem. Sao chị Nhung lâu ấy nhở? Mọi người ơi, hay là bàn trước đi. Có anh Hoàng đại diện gia đình đây rồi, lo cái gì? Cứ nghĩ đến đi chơi là em không chịu được nữa rồi. À, thôi cứ bàn đi. Có gì tí nữa anh với Nhung về nhà hai đứa đóng cửa bỏ nhau sau. Trời. Anh Hoàng ơi, anh tính xem chỗ nào á, giá cả nó bình dân thôi, với lại gần gần thôi, chứ bọn em sinh viên nghèo không có tiền đâu. Giời ơi, cứ phải lo xa, anh lại chẳng biết thừa cái độ nghèo của chúng mày còn gì nữa. Mọi người ơi, hay là đi Tam Đảo đi, trên đấy nhá, có nhiều chỗ sống ảo chụp ảnh đẹp lắm. Ôi, Tam Đảo xa lắm, đi lên quanh thành phố thôi, đỡ tốn kém. Anh Tuấn cứ lo xa, đi Tam Đảo có gì mà tốn, mình đi phượt, đi bằng xe máy, sáng đi chiều về không đắt đâu. Đúng rồi, khả năng là đi trong nội thành còn tốn kém hơn đấy. Thế chứ. Được rồi, chốt. Nghiêu, mày có ý kiến gì không? Cái gì? Kiến á? Đâu, kiến đâu? Đâu? Mày làm cái gì đấy? Hả? Cuối tuần này, cả nhóm đi phượt Tam Đảo. Có cả Tuyến đi cùng ấy. Mày có đi không? Tuyến đi á? Phượt Tam Đảo, ai chết á? Có Tuyến lên đi luôn, đi mạnh là đằng khác đấy. Nhưng mà Tuyến ấy, em chở nhá, em chở đấy. Gớm anh Hiếu á, làm như ai cướp bắt chị Tuyến của anh không bằng ạ. Chả thế đâu à, Tuyến của tao nhá, thông minh xinh đẹp, chả ối chẳng rảnh rật thế chứ. À có đó, phải xem là Tử Vi cái tuần này khởi hành hay là tình duyên nó như thế nào rồi. Nói xem nào. Ôi trời ơi, không ổn rồi. Tuần này không đi được đâu, không đi được. Ô, không đi nữa. Thế thì để tao chở em Tuyến cho ấy nhỉ. Đàn ông đàn an gì, đổi ý nhanh hơn tốc độ lật mặt của người yêu cũ. Này, mày không phải cạch chuyện tao nhá. Tao thả tình duyên nó hơi lận đận tí, thế nhưng mà còn hơn là làm cô hồn vất vưởng ngoài đường. Này, thằng kia, mày không đi đừng có gõ mồm nhá. Tao lại dãi rồi vêu mồm lên bây giờ đấy. Em gõ mồm đâu. Đây, Tử Vi tuần này nói đây này, nghe nhá, nghe này. Tuổi Sửu cần cẩn thận khi xuất hành đi xa. Đấy. Cuối tuần này nguy cơ gặp tai ương liên quan đến xe cộ. Đấy, đây đấy. Dài ấy, Tứ mới trả Vi. Cái hôm anh nói em đấy, về em xem có đúng đâu. Có mỗi hôm đấy là trùng hợp rồi. Mày chả biết cái gì cả. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành đấy. Mày hiểu không? Mà thôi, để em xem luôn cho mọi người nhá. Anh Hoàng là tuổi gì nhỉ? Nhâm Thân đúng không? Nhâm Thân à? Để xem là tuổi Nhâm Thân. À đây rồi. Tuổi Nhâm Thân đầu tuần vượng về tiền bạc. Đấy, giữa tuần thì chuyện tình cảm gặp nguy cơ trắc trở, giận hờn, cãi vã. Đấy, chuẩn chưa? Mà nhá, anh sang đây một mình mà không có cái Nhung ấy, kiểu gì nó cũng cho anh ăn hành gặp mặt. Anh Hoàng. Hả? Sao em 45 phút rồi mà không thèm nhắn tin gọi điện cho người ta, không nhớ người ta à? Anh nhớ em mà. Sao anh có 45 phút thôi ấy, mà anh cảm giác như kiểu là 45 năm ấy. Hiếu ơi, chính ra cái Tử Vi của mày nói á, đúng phết ấy. Tiền bạc anh vượng một, thế nhưng mà nhá, tình cảm của anh á, vượng 10 ấy. Nhưng nhỉ. Ô cái thằng này, đi học kiểu gì ấy, mặc như ninja lít ấy. Mày sợ đen như tao đúng không? Được lít đã tốt. Có sẽ dễ nhờ, nhá. Nay đi học vui vẻ nhá. Tao chắc tối muộn mới về. Mày về nấu cơm mà ăn nhá. Thế không đi học rồi mày đi đâu? Tao đi làm shipper kiếm tiền. Tử Vi đã phán rồi, tuổi của tao tuần này nhá, được sao tốt chiếu mệnh, thuận lợi cho việc khởi nghiệp làm ăn, tiền bạc hành thông, phất lên như diều gặp gió. Đấy, thế là mình phải tranh thủ chứ, học hành để sau đó. Mày bị điên à? Hả? May mà nghỉ học á là bị cấm thi luôn đấy. Tao bảo rồi, học hành cho nó cẩn thận, không nhá, tao gọi ông bà Nếp Cẩm lên đón mày vào hot cứt luôn đấy. Xong rồi thì cần gì phải học. Học ít thôi nhá. Bây giờ như này, mày đi học đi nhá. Đường tao tao đi, đường mày đi, nước sông không phạm nước giếng. Thế nhá. Này Hiếu. Ui giời ôi, Tử Vi với cả Tử Viếc, mày nhá, mày có ngày tử vong. Anh Tuấn đấy. Anh Hiếu đâu? Anh Tuấn không đi học à? Ôi trời, Hiếu đâu á? Đi mà hỏi nó ấy, đi học. Đôi hai về luôn nè. Đưa mũi đây, đưa mũi đây. Mình đưa mũi đây. Nào,
Thảo tô này, nào nha, này, ai tắt ai nào. Ê. Nhá. À đấy, muộn rồi sao anh Hiếu vẫn chưa về nhở? Bỏ cả học đấy đi làm, trái với con nên cơm nên cháo gì không? Ừ, khéo mới giàu phết đấy chị Nhung ạ. Dịch dã này mà làm shipper đơn ầm ầm luôn. Cứ suy từ chị em mình ra xem, một ngày phải mấy chục đơn. Mày cứ làm như ai cũng giàu như mày lắm ấy. Khéo lanh quanh bị bom hàng không dám về chứ anh Hoàng nhở? Anh nghi thế. Em lên máy nhá. Giời ơi, tưởng ai, hóa ra là anh Hiếu. Ê, cái gì đấy? Ê, xem nào. Đấy, mọi người thấy em nói đúng không? Anh Hiếu nha, làm shipper, đơn nổ ẩm ẩm, mua cả lẩu về cho anh em ăn đây này. Thế thì liên hoan thôi nhỉ? Chờ tí anh đi lấy đồ. À, được đấy nhỉ? Để xử thêm tí nữa. Mà anh Hiếu, không ngồi vào ăn à? Không phải nhiều bọn em đâu, có nhiều mà. Ăn thì cứ ăn đi. Người ta quan tâm lại còn thái độ. Ê, chị Nhung ơi, lẩu ngon này đợi ăn đã, chuyện đấy tính sau. Cái mặt này ấy, là bị bom hàng rồi đúng không? Chứ nếu mà thuận lợi ấy, thì nãy giờ mặt mày chả tớn lên, khua môi múa mép rồi ấy chứ. Đúng đấy, nhìn cái mặt này có vẻ chuẩn đấy. À, thì bị bom hàng. Nhắc lại điển tiết. Cái thằng chủ quán trời đánh đi nữa. Có một cái tên quán đặt không nên hồn. Bom hàng liên quan gì đến tên quán? Thì quán tên là lẩu Thái, nhưng mà tao giao đến cho khách ấy lại là lẩu gà. Đấy, cãi nhau qua lại với khách một tí, thế là bà ấy úp thẳng cái nồi lẩu ở đầu tao ấy. Gọi ông chủ đến hỏi mới biết ông ấy tên là Thái, đúng không? Thì quán mới gọi là lẩu Thái, nhưng mà thực ra là bán lẩu gà. Đúng là trâu bò đánh nhau rồi mới chết, khổ thân con nhà nếp cẩm. À, kể ra thì cũng tội thật đấy. Thế nhưng mà không thế á, thì mình làm gì có cái ăn đúng không? Đợi con nhà nếp cẩm nó mời à, có mà mấp mồm thôi, thôi rồi, ăn ăn đi. Ôi trời. Anh Hiếu lại nghỉ học à mọi người? Ôi giời ơi, nó thích thì nó nghỉ thôi, lỉ như nó, tao nói có được đâu. À mọi người ơi, không biết là hôm nay anh Hiếu mang chiến lợi phẩm gì về nhỉ? Em cũng không vừa đâu Thảo ạ. Anh Hiếu mà bị bom vài hôm nữa nhá, có mà sạt nghiệp luôn đấy. Ôi. Cái gì đấy? Số 2 nhỉ? Alo. Dạ vâng, em là Hoàng ạ. Bây giờ dạ vâng ạ, em lên ngay ạ. Úi dồi ôi, hết thằng Tuấn, bây giờ lại đến thằng Hiếu. Cứ theo tình hình này á, kheo tao thành khách ruột của công an mất. Anh đi đâu đây? Anh đi bảo lãnh cho thằng Hiếu. Bảo lãnh nhở? Đã xác định làm dịch vụ ấy thì phải nhịn, đúng không? Khách hàng là thượng đế. Mày ấy luôn luôn phải nhịn phận ở trong đầu. Phải nhịn và phải nhịn, đúng không? Người ta bỏ tiền ra để thuê mày làm dịch vụ, thế mà mày đi đánh nhau với khách thì tao chịu mày rồi đấy. Và khách đánh em chứ em có đánh khách đâu. Không đánh mà bị gô cổ lên phường. Mày tưởng bọn tao trẻ con à? Đúng rồi, có gì anh cứ nói đi, anh em với nhau giấu giếm làm gì? Chuyện nó là thế này. Chào bạn. Em chào anh ạ. Anh ơi, anh có đơn hàng của chị Quỳnh Anh gửi cho anh ạ. Đơn hàng gì đấy bạn? À, là đây ạ. Ai ơi, bạn muốn này, em cho mày, mày, tao mày. Dạ thưa anh, xong rồi đấy ạ. Anh nhận đủ hàng rồi, em xin phép, em về. Ây ui, ây ui. Ô bạn ơi, tôi nhờ tí cái. Dạ. Ây ui. Mày ơi, anh em chuyện nào vậy? Anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh em chuyện nào? Đấy, chuyện là như thế. Phục vụ hết nước hết cái rồi, mà vẫn bị tai bay vạ gió mới đau chứ. Thế nhưng mà sao bà chị kia lại ship 20 cú đấm cho anh đấy nhở? Thì cái ông kia kìa, người yêu cũ bà đấy chứ sao. Uầy, bà chị đấy cao tay phết nhở. Anh Hiếu ơi, địa chỉ nhà chị đấy ở đâu đấy, để em đến tầm sư học đạo. Hiếu ơi, cái việc đấy mà mày cũng làm được ấy, thì một là mày ngu, còn hai ấy thì là mày cực kỳ ngu. Đáng đời. Mà lần sau ấy, nếu mà có một lần xảy ra cái chuyện như thế này ấy, bảo bố mày lên mà bảo lãnh nhá. Tao ấy a chi ca chịu. Thôi không nói nữa. Anh Hiếu này, em thấy anh tập trung học đi. Chứ shipper như này em thấy không ổn tí nào đâu. Nghỉ nào nghỉ thế nào? Trong Tử Vi nói rồi nhá, tuần này ấy anh rất vượng về khởi nghiệp. Đấy, ít ra cũng phải đợi hết tuần nó mới biết được, hiểu không? Lại Tử Vi. Cảnh thật đấy. Chả hiểu cái bọn yêu nhau trong não nó có cái gì.
Nghĩ gì mà một đứa đầu thành phố, một đứa cuối thành phố ship kem cho nhau. À bây giờ hay quá. Trời thì nắng nóng, mơ người còn đổ nói gì là kem. Kem chảy nó còn bắt đến mình nó mới cay đi. Còn này quá nhục ấy. Mà cái thằng ấy teo top nhìn như thằng nghiện ấy, đấm đau thế không biết. Có mỗi chảy que kem làm gì mà căng. Bầm cũ chưa tan, bầm mới đã tới. Thật đấy. Ui, lại còn đói nữa chứ. Ê, cơm sườn à? Ui dồi ôi, đang đói. Ấm rồi. Ui dồi ôi. Ui. Tắm táp xong cái đẹp dài mấy chân kính. Mày, quá chán mày. Mua bán cái kiểu gì mà sườn dính cứ tí thịt cũng mua, thừa tiền à? Sườn nào? Sườn này này chứ sườn nào? Ô, mày ăn hết cơm ở trong bát này á? Chứ còn gì nữa, chẳng phải mày để cho tao à? Mà nhá, canh dưa chua là hơi bị chua đấy. Ôi trời ơi, sườn thì tao gặm hết rồi, chẳng còn xương không à? Còn cái cơm thừa này á, là tao để cho con chó nhà ông Hoàng. Bọn tao tưởng mày ăn ngoài rồi nên có để phần đâu. Ôi trời ơi, lớn đầu rồi, cơm tiêu cũng không biết. Ôi. Ôi đấy, chồng có chán không? Ôi dồi. Tuấn này, mày còn gói mì nào không cho tao vay với. Hôm nào tao có tiền tao mua trả. Thấy bảo là tuần này làm ăn thuận lợi lắm cơ mà, sao phải đi vay mấy gói mì? Thì mới đi làm được có 3 hôm, làm gì đã có lãi. Với lại tao lấy tiền tao đầu tư hết vào đấy rồi. Bây giờ hết tiền mua mì rồi. Thôi được rồi, xem nào. Đây, tao còn mỗi 3 gói mì thôi, cầm đấy. Thì tao cảm ơn nhá. Đi tắm này. Ui dồi ôi, còn chín rồi, nước ngon quá. Ui của đây, đi tắm phát đã vào ăn. Đấy. Ui Tiếu ơi. Bữa này đâu hết rồi chẳng? Ôi mì tôm xả. Đang đói, cái bọn này lại biết mình đói nấu sẵn mì cho mình ăn rồi. Thần có cách cảm à. Mì hải sản luôn này, mày ăn được ấy, sang ấy. Bộ này sinh viên này, ăn hẳn mì hải sản. Ngon thật. Xài ơi, mì đường ôi trời ơi, ôi trời ơi, tiết chư đứa nào nữa ăn hết gói mì của mình rồi. Ôi trời, ôi trời, đã nói chó nó còn ăn như thế rồi. Ôi lại pha gì mới khác rồi. Còn ai nói ôi úp vào đây. Thấy qua cái tóc cái đã nào. Chín là vừa. Ai nấu mì mà thơm ấy nhở? Anh Hiếu, anh Tuấn ơi. Không có ai à? Mì gà. Không có ai ấy. Thế thì mình ăn hộ vậy. Ăn mì. Ôi trời ơi. Chẳng có nhẽ phòng mình lại có ma. Ôi cày thế không biết thế. Còn gói mì cuối cùng. Được rồi, lần này để ông xem có mất được nữa không. Cái ông Chiến á, cứ thấy người là nhở chứ có kịp tắm cái gì. Làm gì mà cứ ngồi nhìn chằm chằm bát mì thế. Ơn rồi, lần này chỉ được ăn rồi. Ôi trời ơi, trông như con nhà chết đói ấy.
Tiên sư con nào đó. Trời ơi. Mày có biết đây là gói mì cuối cùng của tao không? Trời ơi. Mày chết với tao. Tao chả hiểu nhá. Mày đi làm cái kiểu gì? Làm được 3 ngày á, người ta khóa bố tài khoản rồi. Ôi trời ơi. Đi đây. Đầu tư hết tiền vào đấy rồi. Bây giờ bị khóa thì làm thế nào? Thế mà Tử Vi nói tuần này tuổi của mình được sao tốt chiếu, làm ăn thuận lợi cơ mà, làm việc gì cũng may mắn. Bây giờ Tuấn ơi, hay là người ta khóa nhầm kìa. Tên mày giành Hoàng Minh Hiếu đấy kia, lý do là đánh khách hàng phải nhập viện. Nhầm là nhầm thế nào? Thế là Tử Vi lừa mình à? Lừa cái gì mà lừa? Chắc là Tử Vi nó chạy KPI kinh quá, người ta nhầm sao quả tạ thì sao tốt ấy mà. Đã hết tuần đâu, không đi khởi nghiệp nữa đi, đi học làm cái gì? Tử Vi nó chả bảo là... Thôi! Mày không phải châm chọc nữa, mày có thích kia không hả? Có đi học không thì bảo đây, buồn rồi! Ôi trời ơi! Xong chưa nhá! Đại tập ơi! Hôm nay gió thổi rì rào, hỏi em có thấy đường vào tim anh. Bầu trời nhìn rất là xanh, hai đứa ngu đã nhìn nhách lên trời. Ôi, cây cũ gì nữa bay ơi, ngu thì tự biết nhìn trời làm chi. Ơ kìa, hãy lùi ra đi, kẻo tao mà tức ấy thì gãy răng. Còn nhà nghĩa trang quên nó vào không cho sắt. Con nhìn em cảm nhá, nay ăn no quá dừng mơ đúng không? Này, tao là tao đọc theo cảm xúc của tao thôi nhá. Ai mà chúng mày vô duyên nhảy vào cảm xúc của tao làm gì hả? À, tao là tao chưa thèm kiện cái tội chúng mày làm tao mất hứng đâu đấy. À, lại còn cảm xúc à? Không nói nhiều, cho nó một trận. Ai mày, ai đổ ơi, ai đổ ơi, ai này hai cái đứa, ai đổ ơi, ai đổ ơi. Mệt mỏi thật đấy. Sư phụ có hai đổ đệ, mình thì thông minh đẹp trai, tài năng đầy người đấy. Đã vậy còn chính khí hiên ngang, đàng hoàng lẫm liệt. Bao nhiêu năm tu luyện, mình đã cứu độ không biết bao nhiêu người, sáng chế ra bao nhiêu công trình nghiên cứu. Ôi, càng nói càng tự hào. Còn cái thằng sư đệ mình ấy, quá chán. Chỉ muốn tìm nó thanh lý môn hộ ngay cho nó nhanh thôi. Nghiên cứu cái gì không nghiên cứu, toàn nghiên cứu ba cái thứ lằng nhằng tả đạo hắc ám hại người. Bao nhiêu lần mình đã muốn từ chối để không quan hệ qua lại rồi, thế mà suốt ngày nhắn tin gọi điện rủ đi uống rượu. Thế thì từ chối kiểu gì? À đấy, đây này, nghiên cứu cái gì không nghiên cứu, nghiên cứu ra cái hương để biến con người ta thành zombie đấy, lại còn bảo là để cho toàn thế giới thành zombie, để mình với hắn làm bá chủ thiên hạ. Ôi trời ơi, không biết nó ăn cái gì mà ngu thế nhỉ, ngu như con chó ấy. Bây giờ bá chủ thiên hạ xung quanh toàn zombie thì bá chủ để làm cái gì, đúng không? Ôi không được, phải đi tìm nó phân tích cho nó hiểu mới được. Ôi dồi ôi, sáng ra không ăn cái gì, chạy mấy bước mà mệt thế. Con nhà nếp cẩm chạy nhanh thật đấy, thoáng cái đã không thấy đâu rồi, đúng là lận nhanh hơn chạch. Đêm thì bị muỗi đốt, mất mấy lít máu. Sáng ra thì không ăn cái gì, biết thế mình không mua cái váy để tiền ăn sáng cho rồi. Thảo, ôi đứng đây làm bẩm gì đấy? Chị Nhung à, em đang đi tìm con chó con chị ạ. Nó cắn em một phát á, xong rồi chạy biến đi mất. Mà hôm nay chị được nghỉ, chị không ở nhà ra đây làm gì. Chị được nghỉ thật. Thế nhưng mà nằm ở nhà buồn quá, chị đi ra ngoài cho nó thoáng ấy mà. Em cứ tưởng chị đi tìm anh Hoàng. Con bé này hâm à, chị làm gì nhớ đến nỗi mà phải tự mò đi tìm anh Hoàng. À, chết chị nha. Em không đánh mà chị tự khai. Khai cái gì, vớ vẩn vẩn. Mà chị Nhung ạ, anh Hoàng về quê mấy hôm mới lên cơ. Hay là chị vào phòng em chơi đi, chị ra đây cũng không gặp được đâu. Thế về phòng em cũng được. Mà anh Hiếu, anh Tuấn đâu? Sao nay không đi cùng em à? À, hai con lửng mật đấy đang đuổi nhau chị Nhung ạ. Em can mãi mà không được, khổ quá cơ. Mà nhá, em nói cho chị nghe, hai cái ông đấy hờ ra là cãi nhau. Em can suốt ngày thôi. Thật tội nghiệp cho một cô gái hiền lành như em khi mà phải sống chung cùng với hai ông đấy đấy. Hiền lành. Vâng, em hiền mà. Thôi, đi về phòng em đi. Suốt ngày đánh nhau, cấu tóc nhau, em sàng can gần chết.
Ui dồi ôi, Thảo ơi, phòng ở của chị bạn đấy bẩn thế, chị ngồi có tí thôi mà mũi nó sưng hết cả chân lên. À tại tại em ăn ở tốt quá nên là nó mới đến chung sống cùng đấy chứ. Đấy ạ. À, ôi dồi ôi, ăn uống rác rưởi để cả một đống xó nhà thế này thì lo nó chả kêu đến. Nói thật với chị chứ, đến ăn á em còn không có cái gì mà ăn nên là em lười nhá, cái xác em dậy lắm. Bây giờ có ai nhá mà mua đồ ăn cho em á là em dọn ngay. Qua bây giờ nhá, đi lấy hương muỗi về đây để đốt, còn để chị vứt rác cho. Thế nhưng mà em cái gì nữa, có đi không hay là tao kệ mày nhá, nhanh cái chết còn gái còn lứa chết không như lại. Cái chị Nhung này vô tâm thật đấy. Mình đã gáy dai cổ ra là mình không có tiền rồi, vẫn không chịu đưa tiền cho mình hương mũi. Đúng là. À, sang phòng anh Chiến xem có cái phát minh diệt mũi nào không, sang xin tí đỡ tốn tiền mua. Ý, mình thông minh thật sự. Anh Chiến không có ở nhà, bây giờ mình xin tặng cái hương này thì gọi là ăn cắp không nhỉ? Thôi kệ đi, mang tiền ăn cắp không chết được, nhưng mà đêm nay mũi đốt thì chết đấy. Rồi, này, có mấy quả chuối, coi như là tao chuộc lỗi nhá. Đừng dùng cặp sừng kỳ lân của mày húc tao nữa, tao đau lắm. À, mày vẫn không biết ăn năn hối cải là gì đúng không? À, tao thì tao nhá. Mày, có khách. Phòng mình thì lấy đâu ra khách với con nhà nghĩa trang? À, không phải con nhà nghĩa trang đâu, khách thật đấy. Con nhà nghĩa trang nó biết có cửa, anh em mình được nhờ quá. Mày đợi đấy, mày chưa xong với tao đâu. Ôi đúng zombie rồi. Ôi sao hai con em mình lại hóa thành zombie nhỉ? Ôi giỏi là con hỏi à, nghĩ cách đi nào đến cơn rồi chết bây giờ. Mày có chắc không? Sao con ta lại hóa thành zombie được nhỉ? Ôi giỏi, mày vẫn còn hỏi cái gì nữa? Chẳng chắc chắn, kiểu gì cũng liên quan đến ông Chiến. Ôi zombie thật ba. Ôi giỏi lại gần kìa. Đúng zombie thật rồi mày ơi. Ôi giỏi. Thằng con nhà báo à, đầu mình mọc nhiều sừng quá mày bị ngu à? Hả? Chạy đi nó kém tao hóa thành zombie bây giờ. Ê, không được, lần trước tao hóa zombie á, tao hơi tiếc. Bây giờ tao phải chụp ảnh lại, đăng Facebook chơi chơi. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, chẳng ngu kia. Ôi giời ơi, con Thảo đang gần mày kìa. Mày nói nhiều quá, cái con này in để tao chụp ảnh thân thiện đấy mà. Ôi giời ơi, con nhà kia chăn mày cắn tao thật à? Ôi giời ơi, cái thằng này đúng là cái thằng ngu nhất loài người mà. Sao vừa bị cắn đã hóa zombie rồi nhỉ? Ôi giời ơi, nhanh thế, làm nào bây giờ? Ôi giời. Cái gì cơ? Anh cùng sư đệ đi du lịch ở Tam Giác Quỷ á? Ôi giời ơi, thế khi nào anh mới về? 3 ngày. Ôi giời ơi, đến lúc đấy anh về á, cả thành phố hóa thành zombie hết rồi ấy. Em không quan tâm đâu nhá, anh liệu mà về khắc phục hậu quả đi. Không là em đến tận Tam Giác Quỷ em liều mình với anh đấy nhá. Ôi giời ơi, ông du lịch tận Tam Giác Quỷ, cái khác gì là du lịch giữa âm phủ đâu. Ôi giời, cay thế chứ lì. Không biết có toàn mạng trở về không ấy chứ. Kia chẳng phải là ông Ma Cà Tưng à? Ông đến đây có chuyện gì nhỉ? Mà thôi, tốt nhất tránh xa ra. Gặp cái ông này mệt người bỏ bố rồi ấy. Thế nhưng mà ông ấy khôi phục được lại pháp lực rồi, bây giờ mình thử lại hỏi xem, nhớ đâu ông ấy giúp được mình, đúng không? À, đúng rồi. Anh Ba! Ôi giời ơi! Hoàng tử Ma cái kiểu gì mà nhát như cái ấy! Ra đây! Ui giời ơi, ra đây! Ui giời ơi! Có bị vỡ tim không? Cái thằng người này! Mày là một hoàng tử! Sợ quá! Ái xà ơi! Giờ này đổi cả cách xưng hô cơ à?
Kinh đấy nhà. Chứ còn gì nữa, bổn hoàng tử đây nhá là một con ma hùng mạnh, pháp thuật vô biên, làm gì có ai sánh bằng. À đúng, không ai sánh bằng, nhưng mà là nhát gan với lại tấu hài ấy, chả ai bằng cả. À con người này, may may cho mày nhá là mày từng có ơn với tao, chứ không nhá tao cho mày về địa phủ làm bạn với tao rồi. Thôi được rồi, bỏ cái chuyện này đi nhá. Hôm nay em gặp anh ấy là muốn nhờ anh chút chuyện. Ở đấy, mày nhắc tao mới nhớ, mày làm hỏng hết nhiệm vụ của bổn hoàng tử rồi. Ôi giời, anh như thế này mà cũng có người giao nhiệm vụ cho anh á? Người đấy có vấn đề về thần kinh à? Ờ, cái thằng người đấy, mày đừng có làm bổn hoàng tử nổi giận nhá. Ta nói cho người biết, sau lần trở về vừa rồi, cha ta đã tin tưởng giao cho ta phụ trách đội điều tra đặc biệt của âm phủ, chuyên xử lý các vụ án nan giải không ai giải quyết được. Khè, kinh chưa? Ai ghê nhở, ghê chất đấy. Chứ còn gì nữa, lần này thằng mặt ngựa và thằng đầu trâu nó bị ốm, thành ra đích thân bổn hoàng tử đây phải đi truy bắt con ma cà rồng gián điệp. Đấy, gần bắt được nó đến nơi rồi thì mày ở đâu nhảy ra làm nó sợ quá, nó chạy bố rồi. Này, anh có chắc nó sợ anh nó chạy không hả, hay là anh lại sợ nó? Mày nói thế nào ấy chứ, bổn hoàng tử đây mà. Thôi, thôi, bỏ nha. Bây giờ em có chuyện muốn nhờ anh đây. Có phải hiện tại pháp lực của anh rất cao cường đúng không? Chuẩn luôn, tao mà thèm phải nói điều mày à? À thế thì quá tuyệt vời rồi, hay quá. Bây giờ nhá, mấy đứa bạn em ấy nó bị hóa thành zombie hết rồi. Bây giờ anh chạy qua anh giúp chúng nó giúp em với. Đơn giản, bọn zombie ở dưới âm phủ có khác gì người máy đâu. Bọn tao chuyên dùng để làm lao động khổ sai, chỉ cần một cái phẩy tay là xong. Ôi tuyệt vời quá. Thôi đi nhanh cho anh, đi. Mày đứng gần lại đây, bổn hoàng tử sẽ cho mày đi tìm chúng nó trong vòng một nốt nhạc. Ai dạ, anh dùng phép tốc biến à? Mày điên à? Đây có phải game đâu mà tốc biến. Mày là bổn hoàng tử quá thất vọng. Bổn hoàng tử đây sẽ suy nghĩ lại về mối quan hệ của chúng ta. Ôi giời, thôi, làm gì mà nóng thế, em đùa tí mà. Thế cái phép đấy là phép gì? Cái này, người ta gọi là dịch chuyển tức thời, còn nhanh hơn cả cân đầu vân của Tôn Ngộ Khỉ đấy. Không phải anh sử dụng được đâu. Thế thì càng tuyệt vời, mời anh trải nghiệm luôn. Được rồi. Anh làm gì đấy? Tao đang khởi động. Mày phải cẩn thận, bởi vì cái chiêu này cực kỳ khó và nguy hiểm với những người thường như mày. Rồi. Không gian sẽ bị bóp méo, mày hiểu chưa? À thế à. Rồi, anh làm đi. Sao đây anh ơi? Sao đây? Tao không sao, mắc cục đợt thôi. Ôi trời, thôi. Được rồi, xem ta đây. Hai xa. Cái gì cơ? Mày cất cái mắt đi. Tất cả là do mày ấy. Nãy tự nhiên mày dọa tao, phép thuật nó sợ quá nó chạy đi mất hết rồi. Lý do vớ, lý do vẩn. Vớ vẩn cái gì? Pháp thuật của tao rất mạnh, rất là khó kiểm soát. Mày là sao mà biết được? Thế vậy là bây giờ anh không còn pháp thuật nữa à? Tạm thời thì không. Ui giời, ơi thế là làm tốn mấy chục phút cuộc đời của người ta. Giời. Và thằng người này, mày đi đâu đây? Mày là mất phép thuật của tao, bây giờ mày phải nghĩ cách lấy cho tao đi chứ. Không rảnh nhá. Lo mấy cái con zombie kia đã mệt rồi, lo thêm bồng nữa sống sao nổi. Không được, mày mà để tao ở đây là một mình nhá, lát nữa con ma cà rồng quay lại nó xử đẹp tao luôn đấy. Kệ ông nhá. Ông đúng là cái loại mà cả chua mà cả pháo mà cả tím mà cả gì thì cả, chứ không phải là cả tưng hùng mạnh. Có phép thuật thì không dùng được. Cái thằng người mày ấy chơi kiểu gì mà lạm dụng nhau thế hả? Em không mà cần biết, không quan tâm nhá. Trời ơi. Ôi trời ơi, sao con kia nó mở được cửa nhở? Con bé này trang điểm được đấy, rất giống những con zombie nô lệ của ta ở dưới âm phủ. Ôi trời ơi, giống cái gì mà giống, nó giống cái mặt ông đấy. Ê, con này nó biến thành zombie thật mà. Ôi trời ơi. Đợi tao với thằng người kia. Ôi trời ơi, con Nhung. Ôi trời ơi, con này nó chuyên đuổi bắt veo hoàng, nó chạy nhanh hơn à. Ôi trời ơi, bị vây ở giữa làm sao bây giờ? Ôi, nghĩ kích đi thằng người này, rồi nó đến nơi rồi. Bây giờ thế tôi trả tí mông cho xong. Ôi trời ơi, thế con này, bên kia nhiều túi sách đang sêu kìa. Nhanh đi kiểu hết, nhanh đi, hết rồi.
Ôi dồi ôi, nó đi thật cả. Quá zombie rồi mà vẫn không bỏ được đam mê. Con này, à, bên kia nhiều, nhiều trai đẹp với nhiều tiền kìa. Sao, đi 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 đi, đi đi. Chạy nhanh đi còn đợt vặt ra đấy làm cái gì nữa. Ôi dồi ôi, được đấy, mày rất khá. Ta quyết định rồi, ta sẽ cho ngươi làm bạn của ta. Ông lo lấy lại phép thuật đi, nhá. Để hai con em tôi chạy long trong ngoài đường à, kiểu gì cũng sớm bị tiêu diệt thôi. À, thằng người ơi, còn thằng nữa kìa. Ôi trời, thằng con nhà bà Hoa. Ôi trời, thằng này nhanh chết nhở. À, hàng ngày đuổi nhau với mình có khác. Ôi, đây, 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 đây. Không tìm cách đối phó à? Ôi trời, quên bén mất thằng này nó thích gì rồi. Đi, 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 đi. Ôi, đây, đây, đây tao. Ôi. Thằng người này được á, đúng là chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. À, tôi nói vừa thôi. Ông nhanh nhanh tìm lại pháp thuật của ông đi nhá, chứ để thằng con này bao hoa dồn mệt quá rồi, giờ tôi chả nghĩ được cái gì đâu. Dạy từ từ mà, chả hiểu sao nhá, cái thằng kia nó cứ dồn tao, chẳng lẽ tao đẹp trai quá nên nó mê à? Không đẹp trai cái nỗi gì, mặt ông Tấu Hải vãi ra ấy, nó đuổi theo ông ấy là vì cặp sừng của ông đấy. Là sao? Thì là vì cái thằng đấy nó dị ứng với sừng, không hiểu không? Ông mà không muốn nó dồn đến chết đấy thì tốt nhất là cưa ngay cái cặp sừng kia đi. Ui dồi, mày bị điên à? Cưa sừng đi là tao mất hết sức mạnh đấy. Ông làm như bây giờ ông còn sức mạnh đấy. Đấy, lại rồi. Cái ông xem nhìn ông giống con ma xó chứ mà cả tưng cái gì. Kệ tao, để tao yên tĩnh. Leave me alone. Bực thật cái thằng Ma Lão Tam này, dài như đỉa ấy, đuổi mình mấy ngày liền rồi không cho mình nghỉ, đói chết đi được. Mày quá cắt đuôi được nó. Phải tìm con mồi nào quanh đây xin tí huyết mới được. Đây rồi. Sao không có máu nhở? Ui ôi, thì ra là zombie. Này anh Mai, có cách nào lấy lại pháp thuật nhanh được không? Tao chưa rơi vào trường hợp này bao giờ, làm sao mà tao biết được. Rồi ạ, nhìn ông thế này tôi thực sự tò mò về địa ngục của ông đấy. Ô, cần gì phải tò mò, bây giờ ra đường cho xe cán phát chết tươi xong thì tao đưa mày xuống địa ngục chơi luôn. Ông giờ ông giả hơi à, tôi còn đang yêu đời lắm ấy. Thế thì buồn nhờ, tao lại bắt đầu thấy quý mày, đang định tuyển mày xuống làm trợ lý đây. Ôi rồi, con xin bố nhá, con xin ông, ông đừng quý em mệt lắm. Cái thằng này làm gì mà phản ứng ghê đấy, mày không sợ làm bổn hoàng tử ấy, tổn thương à? Vâng, thế nhưng mà dù sao ấy, anh cũng đừng có nên quý em nhá. Được rồi, tao sẽ suy nghĩ. Nghi ngại cái gì nữa, đừng có quý. Mẹ người, chẳng gì đấy. Ôi trời ơi, sao bộ vật này nó thính như cẩu ấy nhở? À, đâu nó không tìm được. À, cái thằng người ai làm cái zombie kia, tao biết sừng của tao đẹp rồi chứ, nhưng mà mày đừng có tao đam mê tài quái như thế chứ. Sừng của tao. Ôi trời ơi, ai rồi? Đây của mày đây. Ăn đi nhá. Ôi trời ơi, cái ông ma cả tưng đâu rồi? Chạy nhanh thế không biết nữa rồi. Ôi nhát gan chặt đấy. Ôi trời ơi, bình thường bọn này nó ngu như bò, sao bây giờ hóa zombie thông minh thế không biết? Biết cả mở cửa thế này. Tao phải chuẩn đã. Hay quá, ở đây là khu chợ, kiểu gì cũng có người. Quả này no rồi. Bổn hoàng tử sợ quá nên đã lấy lại được sức mạnh rồi. Quả này
mày chết với tao. Trời ơi, chạy đi đâu cũng gặp mày. Không hiểu tại mày giỏi hết số tao đen nữa. Đây, mày bắt tao đi. Tao muốn về địa ngục lắm rồi. Trên trần gian này đói quá, tao không chịu nổi. Được rồi, ngoan lắm. Về địa ngục với ta. Ta sẽ cho ngươi một rổ zombie tha hồ mà hút máu. Mày bị điên à? Zombie làm gì có máu? Tao suy nghĩ lại rồi, tao chạy tiếp đây. Này, tí đi cổ chó. Nhận với tao à? Làm sao mày có thể thoát được khỏi tay bổn hoàng tử ta chứ? Tao xin mày đấy, tao chỉ vô tình biết được ma đại vương bị hôi nách thôi mà. Làm gì mà truy đuổi tao kinh thế, lại còn ép tao hút máu zombie, làm sao mà tao chịu nổi? Bổn hoàng tử sẽ suy nghĩ lại chuyện đó. Còn bây giờ, mày đi theo tao. À, con này, mặt mày thay đổi của gì đấy? Hả? Mày có muốn sống chung với zombie không? Thôi, tao thua mày. Tốt, đi nhanh, cấm nhìn nhằng nhá. Tao còn phải cứu mấy đứa kia nữa. Đi. Cái bọn này hung hăng thật đấy. Không biết chúng nó có dồn được ra đây không nữa. Mà làm cách nào để cứu được chúng nó bây giờ? Ma. Không phải sợ. Nó là tù nhân của ta. Anh ba cứu em với. Thằng người ngươi không phải lo. Ta đã chính thức lấy lại được phép thuật. Ta sẽ bảo kê ngươi. Trời ơi, mày mang cả rồng kiểu gì mày lại sợ zombie? Mày thì biết cái gì? Lúc nãy tao cắn vào cổ thằng kia đã không hút được máu thì chớ lại mồm toàn ám mùi máu hôi dầu của nó, kinh chết đi được rồi. Ai để ta? Chuyện gì xảy ra ấy nhở? Sao lại ở ngoài đường? Rõ ràng chị đang ở phòng thảo đốt hương muối mà. Này, chúng mày bình thường lại rồi à? Bọn em có rồ đâu mà không bình thường. Đấy, chúng nó bình thường rồi. Mày hài lòng chưa? Ôi dồi ôi, em cảm ơn anh Ma nhá. Cuối cùng thì anh cũng thoát kiếp vô dụng rồi. Thôi được rồi, tất cả mọi thứ đã trở lại bình thường. Bây giờ thì ta về đây. Con ma cà rồng này, lau nước dãi đi. Ba vớ vẩn, đi về. Ôi, đâu rồi? Ây, thôi được rồi, tốt quá rồi. Thôi đi về. Chúng mày không biết gì đâu, đi về tao kể cho đi. Cái Thảo ấy, cái gì cũng ngu, chỉ chơi ngu là giỏi thôi. Thường mỗi mùa về á, còn đọc hướng dẫn sử dụng chán với giam đốt. Mày không biết cái gì, đốt bay đốt bạn. Thì em không biết là hương mũi đấy lại khiến người ta biến thành zombie. Tại sao cổ tao đau thế nhở? Hình như đứa nào cắn vào cổ tao hay sao á. Trời này, mày nói tao mới nhớ đấy nhá. Mày đúng là ngu nhất trong các loại ngu của loài người, hiểu không? Như này này. Đấy. Em nói cho anh biết nha, cái này là ngu hết phần người khác đấy. Cái con này. Thế nhưng mà sao tao không nhớ gì nhở? Mà người anh Tuấn bẩn như thế mà em cũng dám cắn á? Thảo nào em thấy cảm giác răng nó cứ gợn gợn. À, con nhà nghĩa trang, mày đã biến tao thành zombie rồi, bây giờ mày còn ngồi đấy mà xỉa xoa tao à? Ha? Anh ấy nào ấy chứ, đấy là do anh ngu, chứ không thì ai cắn được anh. Mày cắn tao một cái rồi, cắn làm gì hai cái, rõ đầu. Em cắn có một cái lên đâu ra hai? Ê, một cái là con ma cà rồng có cắn, mày cãi nhau làm gì khổ. Hiếu ơi, anh nghiên cứu ra thuốc giả cho Hiếu ơi. Hiếu. Chúng mày không bị làm sao à? Ủa trời ơi, thế mà cứ gọi loan hết cả lên. Làm anh với mấy sư đệ phải bỏ dở công trình nghiên cứu mấy con tàu ma. Anh Chiến à? Ồ, chúng mày làm gì mà nhìn anh hung tợn thế? Anh đâu có lỗi lầm chi. Lỗi lầm chi à? Anh em ngu. Quảng đại khi đói khi nó nhiều khi đói quá gói mì cũng chẳng còn cơ.
tiền thì chẳng được nhiều, rồi khi đói quá làm liều, rừng chúng ta cửa để làm cao. Hey! Tiên sư bố con nhà nếp cẩm nhá, mày đói thì mày đói liên quan gì đến cặp rừng của tao mà mày đói đi nấu cao hả? Mày tin tao hút cho mày lòi ruột không? Cái gì làm gì mà nóng thế? Động đến sừng ấy nhảy dựng hết lên. Mà này tao bảo, hay là tao với mày hợp tác làm ăn không? Hợp tác làm ăn? Kiểu gì ấy? Chỉ đấy. Mày nhớ ông chú của con mẹ cái đứa hàng xóm bên cạnh nhà tao không? Mày nói thế bố tao chả biết được. Nhưng mà thôi, không quan trọng nhá. Bây giờ hợp tác kiểu gì mày nói đi. Chẳng là ông ấy có một xưởng thuốc nam đang rất cần nguyên liệu. Đấy, tao với mày sang đấy. Thế là đi hái thuốc nam thuê đúng không? Im mồm đi. Lầu cha lầu châu. Bây giờ nhá, tao với mày sang bên đấy, xong rồi bảo ông ấy nhá, cưa mấy cái cặp sừng trên đầu của mày đi ấy. Ôi trời ơi, cho mình đấu cao ấy, bao nhiêu sừng thế ối tiền ấy. Tiên sư bố nhà nếp cẩm nhá, tao đã nhịn mày lâu lắm rồi, mày chết với tao rồi. Tao hút cho mày lòi ruột luôn. Ê, Tuần Lộc cứu mình. Tuần Lộc hùng ơi, Tuần Lộc hùng anh em ơi, cứu cứu. Cứu mày, cứu mày, cứu mày, cứu mày. Mày, 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 à, đây là cái trò chúng mày chơi à? Hả? À! Công viên không phải trò chơi. À đúng rồi, không phải trò chơi. Ê, là cái chỗ gì ấy nhỉ Tuấn nhỉ? Công viên là chỗ để những tên biến thái dẫn con nhà người ta ra rồi đặt tay lung tung. Thôi em đi về đây. Ôi trời ơi, ai cái thằng này? Nhung ơi, mình đã tâm sự xong đâu Nhung? Rồi ôi, cháy gì? Mày, chúng ta xong. Ôi trời ơi, ai trời ơi, ôi, Tuần Lộc không ơi. Mày nghe nhỉ? Ai à? Ôi, thôi, lần sau tao không chỉ việc đấy nữa, chỉ việc khác. Việc gì? Sang năm cực, nhập đoàn thú kéo xe cho ông già Noel. Mày, cho mày xe nào. Cái áo này mà đem tặng anh người yêu á, chắc anh mới thích lắm đấy. Oh. Hai ngồi cái gì? Hai anh đang đánh nhau đúng không? Đánh nhau tiếp đi nhá. Em dọn sang nhà người yêu ở. Cái gì? Các anh làm cái gì mà sốc thế? Thế nhưng mà nhá, mày có tận 7 thằng người yêu đấy. Thế bây giờ mày sang sống thử với thằng nào? À, hay mỗi thằng ở một ngày hả? Các anh bị điên à? Bây giờ nhá, em khác xưa rồi. Em chỉ yêu có một người thôi, nhưng mà yêu rất nhiều. Thế nhưng mà đã cưới xin gì đâu mà sốc thử. Các anh ạ, đúng là tư tưởng cổ hủ thật đấy. Các anh có biết vì sao bây giờ người ta ly hôn nhiều không? Mà biết lý do vì sao người ta ly hôn không? Lý do à? À, thì là vì người ta kết hôn xong người ta ly hôn thôi. Không phải, đó là vì người ta không hiểu nhau, không tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi kết hôn, dẫn đến ly hôn. Cho nên là bây giờ bọn em phải sống thử, hợp thì cưới, không hợp thì thôi. Đấy, sau này có phải là tránh khỏi cái việc ly hôn không? À, con ngu này thông minh phết nhở. Chuyện, em mà lại, thôi em đi nhá. Ê, khoan. Cái việc sống thử đối với con gái nó là không nên, hiểu không? Thôi, các anh đừng có cô níu em. Em ở lại đây thì để các anh có người trêu à? Em đi nhá, em sang phòng người yêu em cho sướng, thỉnh thoảng em sang chơi. Ê, con này, cháu ơi, tao. Con này nó ngu quá rồi, làm nào bây giờ? Còn sao nữa? Không thể để như thế được. Con gái nhà mình lại không có một ai là có cái suy nghĩ lệch lạc như thế. Phải lôi cổ nó về trước trên này là không ổn tí nào. Đây rồi, tao có dây chọi đây rồi. Thằng Tuấn, kiếm cho tao cái xe bò hay xe cải tiến lên hốt nó về, hiểu không? Đi, được. Ê, từ, các anh cứ làm như thời Trung Cổ không bằng. Các anh làm thế nhá, có một công an gô cổ các anh đi á. Theo em đi này. Bây giờ nhá. Ê, đơn giản. Ai tiết sư bố nhà nếp cẩm nhá. Đuôi mày không vô, mày vô đuôi tao. Xin lỗi, tao nhầm. Mày mất nhầm đi. Thôi. Bây giờ các anh đi lấy đồ đi, được còn vào việc. Ok, đi. Trả một cái. Anh Tuấn, áo xuống, anh lấy áo người yêu cái hàm mặt vào, nhanh lên. Chóng lắm. Được rồi, nằm xuống nhanh lên. Nhớ là phải tạ dáng ôm nhau. Mà quay mặt hết vào trong đi, cho đỡ lộ. Nằm xuống đi. Ok. Thằng này, ôm nhẹ với mày. Ai chẹp ôm mày mạnh, hôi như con chó ấy. Ô này, tao hôi là do lấy mày đấy nhá. Mà mày không ôm người yêu bao giờ mà ôm kiểu đấy, hả? Mày... quên, mày làm chó gì có người yêu đâu. Cái thằng tao bóp chết mày. Đau, mày. Ôi,
Ui, không nghịch nhau nữa. Em nghe tiếng bước chân cái Thảo về rồi đấy, diễn đi. Diễn đi kiểu. Anh ơi, em về rồi. Anh dám mặc chiếc áo tôi tặng để ôm con khác à? Anh đứng vào đó tôi. Ôi trời ơi, thành công rồi. Chính ra con này ngu phết. Tao vừa đen vừa lắm lông này, thế nó cũng tin. Người ta bảo rồi, thông minh đến mấy yêu vọng cũng ngu, hiểu không? Bây giờ về phòng đi. Khéo nó đang ngồi phòng mình ấy, nó đang khóc đợi mình về rồi đấy. Đi vào đi. Bị làm sao ấy? Anh làm gì có con nào khác, anh chỉ yêu mình em thôi. Em bị hoa mắt rồi đấy. À, hóa ra là trò ly rắn của mọi người à. Anh hiểu rồi đấy, cởi ngay áo của người yêu em ra. Tao, anh bước còn tao à? Rồi, cởi ra, cởi áo ra, anh Tuấn ơi. Thôi em gái, cởi áo ra, cởi ra nhanh. Mình hại nó không bằng ạ. Đi về. Thế không lôi nó về à? Bây giờ lôi nó về, nó lại tự mò sang. Anh em mình phải làm kiểu gì ạ mà nó tự mò về? Đi về, em nghĩ cách khác cho. Chưa nó chứ. Mày, mình. Mọi người gọi em sang đây làm gì? Lại định ly gián em với cả người em đúng không? Còn lâu đi nhá, bọn em tình yêu khăng khít bền chặt lắm. Còn này, mày buồn cười thật. Bọn anh nào có ý đấy nữa. Bọn anh biết bọn anh có lỗi, gọi mày xuống đây ấy, là để có một tí gọi là xin lỗi. Thôi. Chồng, cái mặt nghi ngờ chưa cả. Mày lại nghĩ bọn tao cho gì vào trà sữa đúng không? Không, chả ai làm thế bao giờ cả nhé. Đúng rồi, ai làm thế bao giờ. Đứa nào mà đổ cái gì vào trà sữa của mày nhá, đúng là không bằng con chó. Ừ. Chai này là của con Thảo, cẩn thận uống nhầm, nghe chưa? Mình đi đâu có. Thôi, uống đi, cái này ngon phết đấy, ngon mà. Uống đi, ngon phết đấy. Ngon đấy. Còn những cái trang, mày chê đúng không? Em cái gì? Chắc mày lại vẫn sợ là bọn tao bỏ cái gì vào đấy đúng không? Đây, bọn tao uống tìm tít cho mày xem đây. Ngon này cơ mà, bỏ gì mà bỏ. Thôi, uống đi xong tha lỗi cho anh em phát nhá. Uống đi. Vâng. Đấy, đúng rồi, vâng, phải thế thì. Uống đi. Ôi dồi ôi, đi Thảo ơi, em làm sao đấy? Hả? Trà sữa sao ấy chị ạ? Em uống vào buồn nôn quá. Sao lại thế được nhở? Bọn chị uống có thấy gì đâu. Anh Tuấn, anh thấy gì không? Không, chả thấy gì, ngon mà. Sao đấy nhở? Đấy, uống vào cứ bị buồn nôn á. Rồi, thôi chết rồi. Hay là có thai? Ê, không, không thể như thế được. Làm sao mà là có thai được? Sao lại không là có thai được? Hả? Mày sao nghe thằng người yêu mày ở như thế? Có quá đi chứ. Mày hỏng đời rồi em ạ. Đây này, chắc chắn nó sẽ như thế này này. Đấy. Hey, mày chết. Ok, nào vào đi. Ôi, nhát thế nhở? Anh ơi. Hả? Em có bầu rồi. Không có bầu á? Thế tốt quá rồi. Em đi mua thêm ít dâu tôm đi nhá. Xong rồi về nấu vợ chồng mình ăn cơm. Đi. Không, em hai vạch rồi. Ê, hai vạch ăn thua gì, để anh bốn vạch cái này. Bây giờ em phải ra mở cái cửa sổ ra, lên hẳn bốn vạch căng nét luôn. Ý là em có thai rồi. Có thai á? Vâng, chúng mình chuẩn bị đám cưới chứ anh. Đi, anh dắt em đi. Đi ra đây nhá. Ra đây. Đã bảo rồi vẫn còn cố. Bảo đừng có thai rồi vẫn còn cố làm cho có thai à? Hả? À, bây giờ cô chọn đây. Một là cô giữ nó, hai là tôi bỏ cô. Chọn đây. Anh ơi. Không ngơ gì cả. Chọn đây, chọn xong chưa? Em muốn giữ con ạ. Thế thì lướt nha.
Giữ đi. Anh ơi. Không, không thể như thế được. Sao không thể được? Mày với thằng đấy á, công ăn việc làm chả có. Đấy, chỉ có đi học thôi. Bây giờ anh ra phát nha, cưới về chỉ có nhìn nhau mà sống rồi. Ôi, mà em bảo là người yêu em là con một đúng không? Lại ra trưởng nữa. Ôi dồi ôi, lấy về á, nó sẽ như này này. Cái loại ăn bám như cô á, không có cái thai này nhá, đừng hòng vào được nhà tôi biết chưa? Mẹ, sao mẹ nói như thế? Dù gì con cũng là con của mẹ mà. Con cái gì mà con, đừng có mở văn hoa nhá. Tôi nói cho cô biết, cô á, cô vớ được con trai tôi như vớ được vàng 10. Cái thứ không học hành tới nơi tới chốn, công ăn việc làm thì không có. Đấy, con trai tôi ra ngoài kia nhá, vớ được cái nắm như cô. Gớm nữa, xem con dâu nhà người ta kìa, học rộng tài cao, xinh đẹp giỏi giang, kiếm tiền giỏi. Đây là cái thứ ăn bám chứ cái gì. Đấy, người yêu cũ con tôi nhá, cái Hồng đấy, đấy, nó xinh đẹp, nó giỏi giang, không hiểu sao không lấy lại đấm đầu vào lấy cái mặt cô úp sọt con trai tôi đúng không? Ờ, mẹ. Mẹ thì mẹ vô dụng rồi, chỉ ăn bám là giỏi, tôi không làm được cái gì á nhá. Không, không thể như thế được. Em chưa nghĩ đến những hậu quả như vậy. Anh chị ơi, em phải làm sao bây giờ? Thôi được rồi, mày hiểu ra rồi thì tốt. Bây giờ nhá, sang bên đấy dọn đồ, xong rồi đi về đây. Con Nhung dẫn đi khám xong rồi tính tiếp. Vâng. Ui ơi, chuột. Ui, anh vừa nhìn thấy một con chuột to bằng cả cái phích ấy. Ui dồi ôi, chúng mày có thấy chạy vào đây không? Em không thấy, thế nhưng mà chuột to bằng cái phích á, con bé quái, anh bị hâm à? Anh nói thật mà. Ôi, dồn mệt thế chứ đi. À, cho chị nước nhá. Đây, chú mày cho cái gì vào trà sữa đấy? Không, bọn em có cho gì đâu, bọn em có cho thuốc rửa ruột vào đấy đâu. Hả? Thuốc rửa ruột á? Anh chị. Em uống của mọi người không bị sao? Thì ra em bị nôn là vì thuốc rửa ruột chứ không phải là có thai à? Các anh chị vẫn muốn hại em đi về. Anh ạ, phá mày. Anh có làm gì đâu, anh biết gì đâu. Em lại giận anh nữa đó hả? Em đừng giận anh nữa bé nha. Anh phải làm gì em mới hả? Hay là anh tặng thật nhiều ngân phiếu nha? Anh khổ quá. Cứ lo nhoi lo nhoi. Bao nhiêu lần cái sự lo nhoi của anh em hỏng việc rồi hả? Ba lần á? Có đúng là ba lần không? Không, anh chưa nói hết. 30 lần. 30 lần? Em không hiểu vì cái gì mà em lại yêu anh nữa. Bởi vì anh là người đàn ông tuyệt vời nhất. Thôi nhá, anh có mà là bản lỗi của tạo hóa ấy, vời vời cái gì? Em lại nói anh thế. Em mà không xin lỗi anh nhá, thì còn... Ok, Nhung ơi, đợi anh tí, Nhung ơi. Ôi dồi ôi, Nhung, ôi dồi ôi, Nhung ơi, anh xin lỗi mà Nhung. Không có lỗi làm gì hết, nhá. Anh người ngoài ra chỗ khác bọn em bàn chuyện. Cái tao này, anh đường đường là chồng tương lai của Nhung, mày lại bảo anh là người ngoài là nào, hả? Anh Hoàng ơi, em đã nói giảm nói tránh cho anh đỡ ngại rồi, thế nhưng mà anh không ngại á, thì bọn em nói thẳng luôn thế này, nhá. Cái não của anh phẳng như thế thì giúp được gì cho bọn em? À, con kỳ lân nhiều xương này. Úi dồi ôi, tao không nói chuyện với mày. Nào Nhung, em nói đi, vấn đề là gì, anh sẽ giải quyết cho em. Anh nhá, trên đời này ấy, chỉ có mỗi việc tán gái và cái việc học là ngu thôi, chứ còn tất cả những việc khác nhá, anh đều không kém cạnh một đứa nào cả. Quan, thì cái Thảo đấy. Trời ơi, mà cái đấy nhá, đơn giản. Chúng mày không phải bĩu môi. Giờ thế này, gọi điện thẳng cho phụ huynh nó, chỉ đúng 10 phút sau thôi, anh đảm bảo nhá, kiểu gì nó cũng phải xách đồ vào xóm trọ của anh. À, hôm nay anh thông minh thế nhở? Trời ơi, em lại khen thừa, anh lo cho thông minh. Chẳng qua nhá, anh sợ người ta dòm ngó, cho nên là anh phải giấu đi đấy. Đó là, mà thôi, hay anh là giỏi thêm mắm thêm muối thì gọi cho bác Nghĩa Trang mách cho em. Ô, tao? Đương nhiên là không giỏi rồi. Đây, thằng này này, chúa nói phết, có một nói 10. Cái tài chém gió của nó cứ phải gọi là đỉnh cao luôn. Này, mày khen tao, mày chửi tao ấy, hả? Tao khen đéo. Thôi được rồi, vào việc đi. Quang. Vào đi. Ê, không phải gọi nữa, con Thảo kìa. Thảo, bị sao nhở? Ôi dồi ôi, Thảo, làm sao đấy? Này,
mày lại đi sống thử với thằng khác đấy à? Chắc thế. Không, em về với các anh chị. Thật á? Ô, thế nhưng mà sao lại thế? Có cái đứa nào nó cứ nổi rồ lên, nó bảo là muốn sống thử để trước khi cưới để đỡ gặp rủi ro cơ mà. Sao giờ thay đổi thế? Em sang đấy vì nghe anh ta nói là sang đấy em sẽ sống như một công chúa. Nhưng mà không, sang đấy em như một con hầu á. Sáng thì ngủ dậy sớm, nấu ăn cho nó ăn, nó đi học. Trưa về nấu cơm, giặt quần áo, rửa bát, làm hết tất cả mọi việc. Nó chỉ ngồi nó chơi điện tử thôi. Tối thì... Thế mà mình không nghĩ ra sớm, đâu phải lao tâm khổ tứ không? Con này nó lười chảy thây ra, sang đấy chịu thế nào được, nó chả về. Này, lần đầu tiên cái tính lười của mày cứu được cuộc đời mày đấy. Đã chừa chưa hả em? Em chừa sống thử rồi. Thôi, đi về. Chừa nhá. Mỗi năm hết hè lòng đau quá trời, 9-10 ngày vui sướng quá thật nhanh, một năm đôi kém đã đến đôi đời. Thôi, thằng này, một ngày đẹp trời của tao ấy bị mày phá hỏng hết vì mấy câu hát u ám của mày rồi đấy, tan biến hết rồi. Anh nói thế không đúng rồi, từ lúc mà anh học lớp bọn em á, làm gì còn ngày nào u ám đâu. Này, chính mày học cùng chúng mày ấy, thì cuộc đời tao nó mới u ám ấy. Em hỏi anh nhá, thế trước lúc anh chưa học cùng lớp bọn em ấy, anh ra sao, anh thế nào? Thì tao từ trại cai nghiện về. Trước cả đấy cơ. Cái thằng ngu thế nhở. Thế tao không nghiện thì tao ở trong trại cai nghiện làm gì? Đấy, thế thì anh đã nhận ra điều gì chưa? Chưa. Ôi giỏi thôi, anh đúng là ngu chân thành, ngu bền vững luôn anh hiểu không? Trước khi gặp bọn em, anh chỉ toàn nghiện ngập thôi. Ra trại, vào trại, đấy. Gặp bọn em rồi cái nhá, cuộc đời anh đổi sắc hoàn toàn. Học hành tử tế này, bố mẹ cưng chiều, xong rồi nhá, thừa hưởng gia tài gọi là bạc tỷ. Đấy, chưa cả nhá, còn có được cả chị Nhung nữa. Đấy, anh thấy chưa, bọn em đúng là kiểu là phúc tinh của anh đấy. Công nhận thì chúng mày nói cũng có lý, thì cứ coi như chúng mày là phúc tinh của tao đi. Chả thế thì không à, còn sai gì nữa. Bọn em vừa là phúc tinh của anh, mà còn vừa là ân nhân của anh nữa đấy. Đấy, thôi được rồi, cảm ơn. Anh cảm ơn mồm thì được cái gì, ít ra anh phải thành tâm một chút chứ. Thế chúng mày muốn cái gì? Thì nhà anh giàu thế, anh cứ báo đáp làm sao cho nó phải đạo với ân nhân là được mà. Dài, thế được rồi. Chiều nay, tao sẽ tặng cho mỗi đứa một thùng mì tôm cô mini kết. Ui giời ơi, anh Hoàng ơi là anh Hoàng. Gia tài thì bạc tỷ, tặng ân nhân mỗi đứa được thùng mì tôm. Anh đúng là Kibo số 1. Mày sai rồi, thế người ta không gọi là Kibo. Thằng này hiểu chuyện đấy, được. Mà là người ta gọi là sống kiệt sĩ này, bủn xỉn này, keo kiệt này, vô nhân tính, vô nhân tâm, không có lương tâm, vô nhân hình, vô nhân đạo, vô nhân nhiều thứ. Đấy, cái thằng này, mày nói hơi bị ác mồm rồi đấy nhá. Vâng, em ác mồm, còn hơn ai đấy ác tâm. Thế được rồi, chúng mày đã nói thế á, thì... Anh tặng quà đúng không? Anh Hoàng ơi, em nghĩ nhá, tốt nhất là anh nên đưa tiền mặt cho nó chất. Không, tao chả cho cái gì xuất. Hoàng, anh Hiếu ấy, tay anh ấy mất bao công gãy bẫy, cuối cùng anh chả được cái gì cả. Đi về. Cái con kia, sao mày phũ vàng thế? À, tao chỉ nói lên cái tâm tư của bọn mình thôi mà. Con kia, đợi tao. Đứng lại, đứng lại, hào sắc kia đứng lại, tên hào sắc, đứng lại, đứng lại nhá, đứng lại. Khoan. Đồ háo sắc, đừng tưởng là chạy xuống hạ giới, là người thoát được tay ta nhá. Ta chỉ tình cờ, chứ đã nhìn thấy gì đâu. Không, nàng đuổi ta từ tận Quảng Hàn xuống tận hạ giới thế này. Lại còn nói láo à, cái tật háo sắc của ngươi nhá, cả thiên đình biết, đừng hòng ta tin là đấy là tình cờ. Thiên đình toàn những tiên nhân đắc đạo, tại sao lại có kẻ nói láo như vậy nhở? Thì tiên, cũng có kẻ háo sắc như ngươi đấy thôi. Mà đắc rồi, bây giờ nghỉ tí, xong rồi đuổi nhau tiếp nhá. Hào sắc. Khoan. Ta thải với nàng là ta không nhìn thấy cái nốt ruồi bé tí ở trên đùi nàng đâu. Đồ khốn kiếp, người bảo không nhìn trộm, mày biết tường tận thế à? Nói nhanh, còn nhìn thấy gì nữa? Trên ngực trái của nàng cũng có một cái y hệt. Đồ hào sắc, mắt ngực có vấn đề à? Ngực trái ta không có. Không, mắt ta rất tốt, không tin nàng kiểm tra mà xem. Làm gì có nhỉ? Đồ hóa sắc.
Người đâu ấy, rõ xinh đẹp mà hung dữ như cọp ạ. Đã thế Tây Vương mẫu còn cho rõ nhiều bảo bối. Ui giỏi ơi, sợ quá. Anh Quang đi, từ từ phải cho chứ. Ô, Hồng Hải, mày làm gì ở đây? Ê, cái thằng Ngô Khỉ ấy nữa. Ôi giời, chúng mày rủ nhau xuống hạ giới đấy à? Thằng con Ba Hoa, mày đang áp giải con Nhung về quê mà, sao mày lại ở đây? Mày ăn mặc kiểu gì này? Ôi giời ơi, nói ra thì chuyện dài dòng lắm, mà tất cả là tại cái con vợ cũ của cái thằng Hồng Hải này. Nhìn trộm có tí thôi, đuổi kiểu gì, đuổi tư cung cửa hàng xuống tận đây. Mày bị điên à? Hả? Tao còn xin nhá, nguyên đai nguyên kiện, vợ cũ vợ mới gì? Nhìn con nhà Ba Hoa ăn mặc kiểu này á, là biết sừng mọc nhiều quá, xong nó át vào não, bây giờ bị điên rồi. Tao vừa dùng thiên nhãn xong rồi. Chúng mày chỉ là đời sau của Hậu Ngại và Ngộ Khỉ thôi. Thôi, không nói chuyện với chúng mày nữa, tao đi đây. Ê, thằng kia, nhà không về đi đâu. Mày ăn mặc thế này nhá, ra ngoài đường chạy lăng xăng người ta xích lại đấy. Này, Ngộ Khỉ ơi, bây giờ không phải là cái thời đi lấy kinh nữa đâu, mà mày đứng đấy mà dọa tao nhá. À, con nhà Ba Hoa hóa trang giống chú Văn Lợn phết, cho em chụp hình đăng phơi phát nhá. Này, con Thỏ Ngọc kia, mày làm cái gì đấy? Ê, mà thôi kệ, yêu linh tinh cho lắm vào, bây giờ xuống đây không bình thường là đúng rồi. Ê, thôi, ê, tao đi đây. Đây, tao hỏi đã, mày đi về cùng với Nhung, thế bây giờ mày đây rồi, Nhung của tao đâu? Nhung là con nào? Ô, cái thằng này, kiếp trước mày lập công, xong thành tiên, sướng quá, bây giờ kiếp này đâm ra mày lú à? Cái thằng này, lú con cú ấy. Vợ tương lai của tao đẹp như thế này mày bảo tao lú à? Đây, cho mày xem, thấy chưa? Ôi giời ơi, con vợ mày dữ như cọp á. Tao mới chỉ nhìn trộm nó một tí thôi, mà nó truy sát tao khắp vũ trụ rồi. Mày chụp hình nó như này nhá, nó giết mày chết. Ôi, giết cái gì? Điện thoại mới của tao. Ôi, cái thằng này. Anh Hiếu ơi, con nhà Ba Hoa bị điên thật rồi, ném cả điện thoại của ông Hoàng. Này, mày nhìn nó ăn mặc thế kia, chắc chắn nó điên rồi, giờ còn hỏi à? Tôi kéo nó về phòng nhanh. Đi, tao bảo đi. Ôi, chúng mày lôi tao đi đâu đây? Rồi, cái gì mà lôi? Đây. Mày đi đâu đây? Đi. Anh Tuấn ơi, này, anh đang trốn ai đấy? Ôi giời ơi, tao nói nãy giờ mà mày không nghe được à? Hả? Ngu ấy. Này, anh bảo anh ngu ấy. Bỏ ra. Đúng là chủ dữ, thú cưng cũng dữ. Này, anh bảo anh thú cưng ấy, hả? Thì còn này, nó nói đúng rồi đấy. Mày nhìn này thì giống thú quá gì nữa. Này anh Tuấn gọi anh là Ngộ Khỉ nhá, có mà anh giống con thú á. Này, nó nói đúng à? Mày kiếp trước là Ngộ Khỉ, con kia kiếp trước là Thỏ Ngọc, chúng mày đều là thú hết nhá. Ai ơi, chúng mày làm gì đây? Ê, đừng có véo tay tao. Ôi giời ơi, tay tao nhiều phép thuật lắm rồi, véo không dùng được phép thuật nữa đâu. Véo cái gì mà phép, mày chỉ biết phép thuật, em chửi thôi. Mày ơi, đi, vào đi, mất cái gì mà, mày ngồi xuống đây. Đấy nhá, nằm xuống đây ngủ một giấc, ngủ dậy mà không hết điên đấy. Tao gọi ông bà Ba Hoa lên xử lý, ok? Anh Hiếu ơi, hay là anh Tuấn trốn đi đâu chơi đồ, xong bây giờ nó mới điên thế này đúng không? Hai con động vật to gan, dám véo tay bổn viên soái à? Ôi trời, mày có vừa nhìn thấy gì không? Có, con nhà Ba Hoa vừa làm ảo thuật anh ạ. Ui, mày không phải ảo thuật đâu. Hai đứa mày bớt nói nhảm đi, tao cho một bồ cào tiên chúng mày sang Tây Thiên bây giờ. Này, mày có chắc là cái bồ cào đấy có thể làm tổn thương tao được không? Thằng Ngộ Khỉ này mình đồng ra sắt, không thể giết nó được. Thế nhưng mà chẳng lẽ mình lại chịu yếu thế trước nó à? Này, niệm tình kiếp trước, ta có duyên với bọn ngươi, nên là ta thà ấy nhá. Đâu rồi? Ông cắt đâu rồi nhỉ? Tao biến đi rồi. Mày đúng là cái loại ngu hết thuốc chữa, không thể đào tạo được. Tiên sư nhà Ba Hoa, có tin là người ta kéo đứt tai không? Này, rốt cuộc mày là ai đấy? Ta là Thiên Bẩm Nguyên Soái, uy danh hiển hách, lẽ nào các ngươi chưa bao giờ nghe thấy? Thiên Bẩm Nguyên Soái á? Anh Hiếu ơi, Thiên Bồng Nguyên Soái có phải là chữ Bất Lợn không nhỉ? Nó đấy, chứ còn thằng nào nữa. Thế hóa ra đây không phải con nhà Ba Hoa à? Biết sao được, nghe nói nãy giờ loạn hết cả lên này. Thằng kia, mày có phải là chữ Bất Lợn không? À, hai cái đứa này dám xúc phạm Nguyên Soái à? Đúng là chữ Bất Lợn rồi kìa. Này, chữ Bất Lợn, có phải mày có 36 phép thần thông biến hóa? Đúng vậy, tuy chỉ bằng một nửa của mày thôi, thế nhưng mà ngần ấy cũng đủ tung hoành thiên hạ và đi mây về gió rồi. Ui giời ơi, nhìn anh có bà đi nhăng về khói chưa, mây gió có thể. Con động vật này, mày có tin tao biến mày thành thỏ bảy món không? Thôi, mà cái thằng này
thế bị cáu, nó nói đúng mà. Ở dưới này nhá, người ta cúng này này, người ta toàn bổ loạn thôi, thế chả đi nhang về khói làm gì nữa. Loài người đáng chết. Lần này ta về Thiên Đình, ta phải xin Ngọc Hoàng ra cái điều lệnh cấm ăn thịt đồng loại của nguyên soái mới được. Loại mày nhá, bao giờ có luật thì tính nhá. À mà này, mày có nhiều pháp thuật như thế nhá, với lại cũng là chỗ quen biết, biến cho bọn tao ít tiền của tao tiêu ngay. Còn em cảm này ngu như lợn ạ. Đã mất công xin thì xin nhiều nhiều xin ít làm rẻ. Tạt con đồ vật kia, mày thích xúc phạm độc lợn của nguyên soái không? Thôi chết, em nhầm, em xin lỗi. Mà anh lợn chú ơi, anh biến cho em một thùng tiền em tiêu cho đỡ buồn được không? Nhiều tận 500 vào nhá, không thì tiền độ cũng được. Cái con này đa lăng nhăng lại còn tham lam, tao nói cho mày biết nhá, đấy là vi phạm vào thiên điều đấy, tao không làm. Trời này, không làm hay là không biết làm? Các người dám xem thường nguyên soái à? Xem đây. Ôi trời, con ở đâu đấy nhở? Ôi trời, ôi chứ bắt lợn này, nó đâu rồi nhở? Tao đây, kinh chưa? Ôi trời, à đây rồi, thằng này, đền điện thoại cho tao nhanh nhá. Có một vết xước nhỏ đây nè, tao phải soi kính lúc máy mới thấy đấy. Ôi cái thằng hậu vệ này, đường đường làm vua một coi, dầu nứt đơ đổ vạch ra, bây giờ lại kim bò đi. Hả? Thằng này, mày cái gì? Đây không phải thằng Tuấn đâu, nó là Trừ Bắt Lợn. Anh láo nháo nhá, nó cho một cào ở trăng thiên đấy. Cái gì đấy? Mày bị điên à? Hả? Thật mà, đẩy nhá. Anh nào ơi, hả? Hóa ra kiếp trước anh là hậu nghệ, nên kiếp này anh về đeo bám con Nhung như đỉa đói thế đấy. Tao im cái mồm đi. Điều đó chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ là nhá, tao với Nhung là một cặp trời sinh, một cặp vợ chồng truyền kiếp, đúng không? Giỏi. Thế nhưng mà kiếp trước anh bị hàng Nga bỏ, không biết kiếp này có lặp lại không nhỉ? Thằng ấy, mày thích chiêu tao không hả? Im mồm đi. Em không thể tin kiếp trước em là Thỏ Ngọc được. Phải là một cái vị thần gì đấy chứ nhở? Chả thế không à, hợp lý quá còn gì. Mày xem Tây Du Ký thì có cái đoạn là mày xuống trần gian ấy, xong mày đòi cưới bằng được Đường Tăng còn gì nữa. Giỏi, chứng tỏ một điều nhá, là mày có đầu thai mấy kiếp ấy, mày cũng không hết được cái tính lăng nhăng đâu. Đó, yêu tỏ chưa đủ, em muốn yêu cả người. Còn hơn nhá, anh là cái thằng thủy đi đỏ. Đỏ gì? Tao ấy là Tề Thiên Đại Thánh ấy, pháp lực vô biên, hô phong hoán vũ, tung hoành khắp vũ trụ. Ôi giỏi ơi, chúng mày ồn ào cái gì hả? Đấy chỉ là hào quang của kiếp trước thôi nhá. Còn kiếp này á, chúng mày nhìn lại chúng mày xem, trông có khác gì cái bọn thất bại của tạo hóa không? Thằng thì nghiện ngập, thằng thì ế sưng ế xỉa lên, con kia thì lăng nhăng. Ơi, con lợn này, tao chưa hỏi mày cái tội nhá, nhìn trộm của tao thắm đâu đấy. Mày điên à? Đấy là hàng Nga của kiếp trước, còn vợ của mày kiếp này á, tao dùng thiên nhãn nhìn ra kết cục của chúng mày rồi đấy. Ô, mày nhìn ra cái gì đấy? Thiên cơ không thể lộ. Cái thằng Chư Bắt Lợn này, mày. Thôi, bổn nguyên soái giao việc cho chúng mày đây. Việc á? Việc gì? Có công không? Công dài như con khỉ á. Chúng mày ít ra là chỗ quen biết, thế mà mở mồm ra cái là công. Sống chả có tí nghĩa khí gì cả. Cái thằng này, bây giờ mày thử nói thối mồm với bọn tao xem, mở mồm ra mày có nói được nghĩa khí không? Thôi, bổn nguyên soái ta đây nhá, cả năm không cần ăn. Không cần ăn, thế thì tao xin phép nhá, bọn tao chối chẳng vào cái mặt mày. Chúng mày, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt à? Hoàng ơi, sao cái thằng Chư Bắt Lợn này nó lưu manh ấy nhở? Chả giống thần tiên tí nào cả. Mày nghĩ thử nó xem, nó mà tử tế á, ai nó lại đi dình hàng Nga tắm. Cái thằng thủ vệ kia, tao chỉ vô tình nhìn thấy thôi, chứ tao cố ý đâu. Nói mất hết quan điểm. Thôi đi nhá, tao xem Tây Du Ký bao lần này, lạ gì cái tính háo sắc của mày nữa. Cái ông nào đạo diễn, bao nhiêu tính tốt thì không nói, toàn bêu dếu mấy cái tính xấu. Mà thôi, ổn nguyên soái không cần biết nhá. Hàng Nga sắp đuổi đến đây rồi, chúng mày mau mau nghĩ cách đối phó cho bổn nguyên soái đi. Thằng lợn này, tội của mày mày gây ra, bây giờ mày bắt bọn tao giải quyết là thế nào? Hả? Thần tiên của đấy à? Thế mày có tin tao tìm Nguyệt Lão cắt đứt tình duyên của mày với cả con Nhung gì ấy không? Đại ca cứ bình tĩnh nhá, làm lợn ai làm thế đúng không? Bọn em nhá sẽ giúp nhiệt tình. Không được, anh à, ở đây em là Tề Thiên Đại Thánh, em quyền cao nhất, em chưa quyết anh quyết sao được. Thằng này, cái quyền hành của mày có vượt qua được cái tiền trọng không hả? Được rồi, bổn nguyên soái phải ngủ, bây giờ
Các ngươi tìm cách đối phó với hàng Nga đi. Ta tỉnh dậy mà chưa giải quyết xong nhá, hậu quả như nào các ngươi biết rồi đấy. Vâng vâng. Còn lợn này nhá, lão chung tao lấy lại được pháp thuật nhá. Tao kéo đứt tài mày. Đi. Đi. Tao chưa thấy cái con lợn nào lưu manh như con lợn này. Thần tiên kiểu gì gây ra chuyện bắt mình đi giải quyết. Ủa cay thật đấy. Thôi cố gắng anh Hiếu ạ. Ai bảo thân phận bọn mình thấp hèn hơn. Mày thấp thôi, tao còn lâu nha. Tao đường đường tề thiên đại thánh thấp cái gì. Tề thiên đại thánh cuối cùng mà cũng chỉ là con khỉ đít đỏ thôi. Thôi cái bọn này. Nhung. Ê, này. Cái gì? Ôi giời ơi, ảnh ấy thông minh đến mấy yêu vào cũng ngu nha. Kia không phải con Nhung đâu, hàng Nga đấy. Hàng Nga. Vẫn là cái mặt đấy nhá, thì là vợ tao rất. Này. Anh muốn chết đấy, chết đấy, đi, chạy đi. Chạy thật à? Nhung. Cái gì ghê đấy? Hình như nó vừa dùng cái gì thiên nhãn gì lồng cái gì đấy. Nhung, có phải em đấy không? Chúng ta đường ai nấy đi rồi. Người cứ lẽo đẽo theo ta mãi, không thấy chán à? Sao em lại nói vậy? Người không nhớ chuyện kiếp trước à? Hàng ai, ông không nhớ gì đâu. Mà thôi, tốt nhất tiên tử đi chỗ khác đi nhá. Đừng làm phiền bọn ta không liên quan gì đến cái thằng chữ bất lợn đâu. Chỉ quý em hiếu, bẩn mạ ôn. Thỏ Ngọc, hai người không nhớ gì à? Này, lão tôn ta là Tề Thiên Đại Thánh nhá, không phải bẩn mạ ôn. Đó, chỉ là ngươi tự phong. Chứ cả thiên đình đâu có ai công nhận đâu. Này, đừng có vớ vẩn. Lão tôn ta cho một gọi đấy hả? Này, anh Hiếu, anh bị úng não à? Anh tưởng mình là tôn ngộ khỉ thật đấy à? Tôi chết, đam mê diễn quá. Còn tên này, sao người đứng đơ mãi vậy? Nhung, chẳng lẽ kiếp trước chúng ta chỉ đi được nửa chặng đường thôi sao? Không phải. Thế chứng tỏ là con lợn kia nói láo à? Sống với nhau có mấy ngày, người bị ngu hay sao mà tính ra tận nửa chặng đường? Này, thần tiên gì mà toàn lưu manh nhở? Thỏ Ngọc kia, hãy khai nhanh thiên bồng đang ở đâu. Nếu không ta sẽ đem ngươi đi làm thỏ bảy món đấy. Nói nhanh. Này. Tao nghe nói chị Hằng hiền lành dịu dàng lắm. Mày đừng có khai, chắc bà ấy chỉ dọa thôi. Mày khai ra nhá, thằng chữ bắt lợn nó hóa kiếp anh em mình đấy. Nhung, em nói đi, tại sao kiếp trước chúng ta chỉ sống chung với nhau được có mấy ngày? Nói nhiều thế nhở? Ôi giời. Xấu còn nói nhiều. Đấy, anh Hiếu, hiền lành của anh đấy à? Ai biết chị Hằng ác thế này đâu. Bật mã ôn, bây giờ ngươi có nói không? Hay là để ta đưa ngươi đi nấu cao khỉ nhá? Tao tưởng nói ngay ạ. Giời, tưởng thế nào? Đẩy nhá, mày im cái mồm mày đi. Mày không nhìn thấy ông Hoàng kia à? Không muốn lên cây không? Nào nhanh dẫn đường đi. Đi. Lại đây. Ê, trở lại đây. Yêu quái nào? Để xem lần này ngươi chạy đi đâu. Chạy tránh, chạy xa ta ra. Ta có 36 phép thần thông đấy. Đúng là con lợn. Ôi, ta thề là ta chưa nhìn thấy cái nốt ruồi bé tí ở trên đùi nàng đâu. Cắt mồm. Còn nói nữa, ta sẽ đưa ngươi vào lò mổ đấy. Hai cái đứa kia, chúng mày dám bắn đứng ta à? Này, mày thế kia gọi gì là bắn đứng? Nó phải là bắn nằm. Đúng không chị Hằng? Hai người xem như có công. Muốn ta thưởng gì? Ôi dồi, thưởng gì cũng được chị ạ. Cái anh này, xin nhiều tiền vào, xin đi. Còn mày húng hằng này, mày suốt ngày thì tiền mới dài. Thế bây giờ anh định xin cái gì? Mày im mồm đi, tưởng cái gì chả được. Ê chị Hằng ơi, thế bây giờ nhá, chị định xử lý con lợn kia thế nào? Ta sẽ móc mắt, rồi vứt cho con chó của Nhị Lăng Thần ăn. À, cho hào tiên khuyển của Nhị Lăng Thần ăn á? Ôi trời ơi, đặc ác người ta thế. Đối với những kẻ háo sắc như ngươi á, thì không cần đương tay. Ta sẽ tâu lên Ngọc Hoàng. Ngươi quên là Ngọc Hoàng sợ vợ. Còn ta thì thân với Tây Vương Mẫu à? Hay là ngươi không biết? Chị Hằng ơi, thôi, bọn em không cần xin thưởng cái gì đâu. Bọn em chỉ xin là... Thôi chị đừng có móc mắt con lợn kia được không? Tại sao vậy? Hai người bị hắn ức hiếp nhiều mà. Biết là nó sống chó, nó không lương tâm. Thế nhưng mà
nó vẫn chưa làm gì quá đáng. Hơn nữa mấy kiếp này tôi với nó là anh em. Thôi được rồi, ta đồng ý. Với lại chị Hằng ơi, nếu như mà có kiếp sau, chị đừng bắt em làm thú cưng của chị nữa nhá. Chứ nhìn mặt chị, em sợ một ngày em làm phật ý chị, em lại trở thành thỏ bé món thì chết. Được. Thế chị ơi, chị có thả con lợn kia ra không? Không được, ta sẽ hứa là không móc mắt, nhưng mà nhất định phải trừng phạt. Ta đi đây. Ôi trời! Đâu rồi? Ôi trời! Sao nhanh thế nhở? Ôi trời ơi! Chạy nhanh có quên quả giày này. Là bồ cào nữa. Ôi Nhung ơi! Nhung của anh đâu? Đi rồi. Rồi ôi Nhung ơi là Nhung! Sao chúng ta chỉ sống với nhau có mấy ngày mà em đã đòi bỏ anh em đi rồi hả Nhung ơi? Ông Hảo, ông cứ nhầm lẫn từ kiếp này sang kiếp kia thế nhỉ? Các ông đấy, mấy nữa chị Nhung về hết ngày ấy mà. Nhung ơi. Im mồm, ngoan nào, có cái gì đâu mà, chỉ là thiến thôi mà, có ảnh hưởng gì đến pháp luật đâu. Không, ta đã chết còn hơn. Vào buổi trưa hôm ấy, khi ba đứa sinh viên đang đi học về, công viên không một bóng người. Bỗng nhiên, có một tiếng chó kêu lên thất thanh. À, đau quá! Tiếng chó kêu lên ai oán, tưởng như đã dừng, nhưng không. Nó lại kêu lên thất thanh thêm một lần nữa. Ai? Ai? Hai tiếng chó kêu lên liên hồi, giống như tiếng kêu than từ địa ngục. Tưởng chừng nó dừng lại ở đó, nhưng không. Lại một lần nữa, tiếng chó kêu lên thảm thiết. À! À! Tiên sư nhà bác Hoa, tiên sư nhà lớp cảm nhá. Này, chưa thấy ai ngu như con này, đứng im cho người ta béo ba lần. Ta thế nhá, em cho tất khanh và nồi nhựa mặn. Chêu, đứng lại. Anh này, trước khi yêu em á, thì anh yêu bao nhiêu người rồi? Sao em lại hỏi thế? Đấy chỉ là chuyện của quá khứ thôi. Thế nhưng mà em muốn nghe, anh không kể à? Hay là ngày xưa anh làm việc gì kinh khủng với con nhà người ta nên là không dám kể? Chết rồi, kể ra kiểu gì cũng ghen. Con gái là chúa ghen rồi. À, thực ra là anh không có người yêu cũ em ạ. Cái gì? Anh không có người yêu cũ á? Mình thông minh thế chứ lị. Nói ra như thế á, đỡ phải kể. Ừ, đúng rồi đấy. Anh làm gì có người yêu cũ đâu. Nói anh rồi. Okay. Nhung ơi, Nhung, anh có nói dối em đâu Nhung? Ôi dồi ôi. Anh là đồ nói dối. Anh là đồ nói phép. Anh là đồ nói xạo. Sao chúng mày biết? Ôi trời, em xin trân trọng giới thiệu với anh. Bọn em, ba anh em siêu nhân. Chuyên điều tra lai lịch của mấy thằng nghiện. Mấy ông con rể ở trong họ. Anh yêu con Nhung. Bọn em bước đầu đã điều tra được. Anh có một cô người yêu mở ngoặc đơn, mở ngoặc kép, cũ đóng ngoặc kép. Tên Hà Chíp Chíp. Nhà ở gần bến phà, mới lớn nhưng rất thích ăn chơi sa đà, hay cá độ bóng đá và thích uống trà. Mẹ ở nhà bán gà, bố thì đi bán cá. Đấy. Con thì rất phá nên trông ông bà rất già. Đúng là như thế. Thế nhưng mà chúng mày điều tra kiểu gì sai được cả tên. Nó không phải là Hà Chíp Chíp, mà nó là Hà Hai Chíp, hiểu chưa? Giời ơi, mấy cả chúng mày soi mói làm gì. Dù sao cũng qua rồi, anh không muốn nhắc lại để cho Nhung đỡ giận thôi. Thì Hà Hai Chíp. Thế nhưng mà anh không nói, con Nhung nó vẫn giận anh xong rồi nó bỏ về rồi thôi. Chúng mày ơi, chúng mày có cách gì giúp anh không? Chứ theo tình hình này á, khéo Nhung giận anh cả tháng mất. Cách thì bọn em nhiều lắm. Thế nhưng mà... Phải chiều chúng mày chứ gì. Cứ nói đi nhá. Chỉ cần Nhung hết giận thôi, anh sẽ giảm cho chúng mày một nửa tiền trọ. Ôi trời ơi, được luôn. Em chỉ luôn cho anh cách này. Đấy. Trời ơi, phấn khởi quá. Anh đi luôn nhá. Được đấy. À mà quên nhờ, em đem các anh đi nấu nhựa bạn. Đứng lại. Sao thế
lên không, con nhà nghĩa trang biết nó vào nó cướp đấy. Cái thằng này bé mồm thôi, con nhà nghĩa trang nó vào nó mở bây giờ ấy. Giời, thì mở đi. Im cái thằng này. Rất tiếc em đã nghe thấy. Ai mở ra xem cái gì nào. Xem nào. Đứa nào đọc dầm chữ này thì sẽ phải giặt quần áo cho cả đám. Thế là con đứa giặt quần áo cho bọn mình rồi. Vâng rồi, con nhớ ơi. Các anh tôi thấy ai chơi lại? Đấy là do em ngu, em hiểu không? Bây giờ nha, giặt hết đống quần áo này đi. Xong rồi sang dọn luôn phòng hai anh. Ok. Tuấn, ra đầu ngó làm cốc trà đá. Ờ, anh quá đáng vừa thôi nhá. À, phải tỏ bỏ, ngu chết. Đúng là quá đáng thật đấy. Thấy mình hiền suốt ngày bắt nạt, đúng là anh em cái thế. Bây giờ mình phải nghĩ cách gì để không bị bắt nạt nữa. Chứ lao động khổ sai này á, sức đâu mà học. À, đúng rồi. Mọi lần mình bị bắt nạt á, là do mình không cãi được các ông đấy. Bây giờ nha, mình sẽ im, xem các ông đấy bắt nạt được ai. Vào buổi trưa hôm ấy, vẫn như thường lệ, cô ta đi học về cùng hai ông anh trai. Công viên vắng tanh, không lấy một bóng người. Bỗng nhiên có một tiếng chó tru lên thảm thiết. Đấy, 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 chó kêu rồi nhá. Tiên sư bố con nhà nghĩa trang nhá. Đấy. Khoan, khoan, khoan. Này, mày thấy con nhà nghĩa trang hôm nay lạ không? Lạ cái gì? Nó dám nạt chân tao rồi. Tao đuổi theo đấm nữa. Ôi, cái gì đấy? Này. Ôi, Nhung này đã hiểu ra. Anh rất mừng nhưng sẽ chẳng giận anh. Vậy thì giờ anh sẽ đưa nàng tới hotel anh. Ê, này nhá, đừng mà vớ vẩn, hết dạy hẳn đâu. Thì tại là nó vẩn của anh hát thôi chứ không ý gì đâu. Thế bây giờ anh phải làm thế nào để em mới giận anh? Làm nào á? À, anh công nhận với em là anh có người yêu cũ tên là Hà Hai Ship rồi đúng không? Ừ, đúng rồi. Thế nhưng mà đấy chỉ là người yêu cũ thôi. Còn bây giờ anh chỉ yêu một mình em thôi nhưng mà. Nào, cười lên cho anh vui nào. Hả? Thôi được rồi, bây giờ em sẽ hết giận. Nhưng mà anh phải kể cho em nghe về người yêu cũ của anh. Em điên rồi. Em bị hâm mà, anh không kể được đâu. Sao anh không kể được? Anh có gì giấu giếm em? Anh là đồ tồi. Ok, Nhung ơi, Nhung. Ôi dồi ôi, lại dối rồi. Nhung ơi là Nhung. Anh là đồ tồi. Anh là cái đồ như thằng Hiếu nói. Chúng mày. Chúng cái gì mà chúng? Anh buồn cười thật đấy. Con Nhung nó giận anh, bọn em bẻ cách làm cho nó hết giận. Chưa được 2 giây thì anh làm nó giận tiếp. Chẳng thế chị. Ai biết được đây. Nhung cứ bắt anh kể về người yêu cũ. Mà đã là người yêu cũ rồi nhá. Lâu lắm rồi, thời gian nó xóa nhòa hết đi kỷ niệm mà tình yêu 5 tháng rồi, làm sao mà kể được nữa. Là sao bây giờ? Nào á. Bây giờ nha, ví dụ mà free tiền trọ ấy nhờ, thì biết ngay làm thế nào mà, đúng không? Trời ơi, chúng mày đúng là cái loại thừa nước đục thả câu nhá. Nhưng mà thôi được rồi, nhà tao á, rầy tiền free cho chúng mày nửa tháng. Ôi giời ơi, giàu mà keo. Thôi được rồi, còn hơn là không có nhờ. Đây, lại kể. Đấy, bây giờ nha. Đấy, được chưa? Lại được tiếp mà. Trời ơi, này, anh về đã nhá. Trời ơi, phấn khởi. Đấy anh nhá. Ok, ok. Ai rồi? Này, con này nó bị sao không nhỉ? Chắc là con này nó ăn tham, xong rồi ăn nhầm cái gì, dẫn đến câm, hiểu không? Chứ cái mồm như tép nhảy của nó thế kia, làm sao mà từ nãy đến giờ không nói cái gì được. Đi, tao với mày về, tìm thuốc chữa cho nó. Chứ không á, ba đứa đi học để một mình nó bị câm. Về á, ông bà nghĩa trang á, trách tội mình chết đấy. Đi. Chúng mày tìm anh là đúng rồi đấy. Linh đan, anh vừa luyện xong, uống vào phát nhá, té re ngay. Anh nhầm. Hôm vừa rồi ăn bát cháo lòng bị đau bụng đâm ra nhịu. Linh đan của anh á đặc trị gọi là đường ăn nói đấy. Uống vào phát nhá, từ nói ít thành nói nhiều, mà thậm chí á cầm uống vào phát á nói liên thoáng luôn. Ui thế tốt quá rồi anh ạ. Thế bao tiền đây anh? Ui tiền nong gì, cầm lấy. Không có tiền mẹ. Con này cái trăng. Ôi trời ơi. Này, chính ra mày phải cảm ơn bọn tao đấy. Linh đan của anh Chiến nhá. Ôi giời ơi, uống vào phát nha, giúp mày nói trở lại bình thường. Chết rồi. Bà bố rồi. Bê kìa. Ôi giời ơi, khổ quá. Em không làm sao cả.
Chỉ cố tình không nói gì để cho các anh không có cớ bắt nạt em. Các anh cho em uống gì mà giờ em không nói được thế hả? Hóa ra là thế à? Giờ thuốc giải như nào? Thuốc giải à? Anh Chiến bảo bọn tao là muốn chấm dứt được cái tình trạng mà chỉ bê bê không nói được ra gì ấy, thì mày phải giặt quần áo này, dọn phòng này trong vòng một tháng đấy. Một tháng sau nhá, tự khắc hết. Gì đấy? Thật á? Các anh không lừa em đấy chứ? Mày bị điên à? Mặt bọn tao uy tín này thèm lừa mày à? Thôi đi làm luôn đi cho nhanh hết một tháng nhá. Đi đi. Đấy, đúng rồi, đi đi. Này, chính ra con này được phết đấy nhở. Ôi giời ơi, chuyện dòng họ nhà mình á, có ai vô dụng đâu. Chứ ai mà không có, không có đấy. Ai? Mày. Ê, hai thằng. Anh bảo này, hôm anh đưa cho viên linh đan mà giúp nói nhiều ấy. Vâng. Đấy, anh quên không bảo chúng mày là ví dụ mà linh đan mà nó phản tác dụng hoặc là nó có tác dụng phụ ấy thì chỉ cần vắt tí chanh vào mồm là hết, biết chưa? À, thế là anh. Thế thôi, nhưng mà kệ anh ạ. Bây giờ bọn em cứ để nó thế, cho nó làm việc nhà cho bọn em một tháng. Sau đó thì bọn em cho nó uống nước chanh sau. Thế thôi. Kệ nó. Chú ạ, hóa ra là chiêu trò của anh à? Các anh nhá, các anh chết đi! Làm nào à, để không bị bắt nạt nữa nhở? Chứ mỗi lần bị như này á, cay thật đấy. Đi, mày vào trước đi. Vào đi sau tao bao. Mày vào trước đi. Mình sẽ bắt top, xong rồi nắm lấy điểm yếu để khi nào mà bắt nạt mình nhá, mình sẽ đem ra đe dọa. Còn kia nhá, mày biến trái đối với rau xanh. Hai anh có mỗi việc đi đái thôi mà lấy la lén lút thế. Này nhá, tao nói cho cái mặt mày biết này, thế bây giờ bọn tao đi đái bậy không lén lút thì gọi gì là đái bậy. Thế mà bỏ qua cái chuyện này đi nhá, cái loại mày á mặt hoa ra phấn mà lại thích đi dình các anh đái bao giờ không hả? Bây giờ mới lộ ra đúng không? Đã thế nhá, tao phô bảy anh người yêu của mày, chúng nó mà biết á chúng nó sút cho mày tung đít. Đúng rồi, phô luôn cho bảy thằng biết. Nè, phô. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, anh đừng có gọi xấu hổ lắm. Thế tao thích bảo cho mày xấu hổ đấy, được không? Thôi, anh đừng có bảo. Anh mà không bảo nhá, anh bảo gì em cũng làm. Thế à? Được đấy. Tuấn ơi, làm gì bây giờ nhỉ? Giặt quần áo cho bọn anh 3 tháng. Giết người à? Giết người á? Thế thôi, để tao gọi 7 thằng này tâm sự. Thôi được rồi, 3 tháng. Đấy, thế chứ lại. Bây giờ đi vải nhá, tao lấy hết chăn màn quần áo ra cho mà giặt. Ôi trời ơi, đừng đứa giặt quần áo hộ này chết đấy nhở. Ôi à, anh đã nhận ra Nhung rất hiền, Nhung sẽ chẳng giận dai. Vậy thì giờ anh sẽ vui liền, sẽ đưa Nhung sang tận hotel. Lại ông trời, dỗi. Chết rồi, cái mồm này, có bảo mày phọt ra kia, từ đấy đâu mày phọt ra, vớ va vớ vẩn. Nhưng mà anh lỡ mồm thôi, anh xin lỗi nhá. Hay để anh đi em đi uống trà sữa nhá. Thôi cũng được, nhưng mà anh này, anh bảo là anh không giấu giếm em một cái gì nữa đúng không? Chả thế thì không à, yêu nhau ai giấu nhau làm gì đúng không? Vâng, thế người yêu cũ của anh á, anh thích nhất điểm gì của người ta? Thì... Ôi dồi ôi, hai lần trước không nói bị giận rồi, bây giờ không nói nữa thì chết rồi. Anh thích nhất là răng trắng này, da cũng trắng này, môi hồng này, mắt to, xinh xắn đáng yêu này. Anh, thì ra anh vẫn nhớ đến người ta à? Anh đã dối tôi, thì đưa tôi chết đây đi. Ây ôi, Nhung ơi, Nhung. Dồi ôi, lần đầu tiên hỏi mình có yêu cũ hay không, mình bảo không thì lại bảo mình nói dối. Lần thứ hai mình không nói gì thì lại bảo mình giấu giếm. Đến hôm nay nhá, hỏi gì nói đấy rồi, thế xong vẫn bảo mình là nhớ Nhung, vẫn nhớ người yêu cũ. Đấy, thế là thế nào? Là anh ngu. Là anh đần. Là anh chậm phát triển. Ấy dồi ôi, tao là tao nhịn chúng mày lâu lắm rồi đấy nhá. Chúng mày chỉ cách cho tao kiểu gì mà Nhung cứ vừa hết giận xong lại giận tiếp là thế nào ha? Chúng mày chơi tao đúng không? Này, tao thấy tình hình có vẻ hơi căng ấy nhá. Bây giờ tao đếm từ 1 đến 3. Chạy này. Nhớ nhá, 1 đến 3 này. 1 2
chúng mày chạy à? Được rồi, chúng mày cứ về xóm trọ đi, liệu hồn với tao. À, cay lắm rồi. Quần bỏ đàn ông giặt đau hết cả tay. Mà nghĩ lại nhá, mình lên để học chứ có phải lên làm giúp việc đâu. Làm việc còng lưng từ sáng đến giờ mãi không hết việc. Các ông anh thì quý hóa quá, suốt ngày vẽ việc cho em làm thôi, cày thật đấy. Mà mai thi rồi, bây giờ giặt quần áo xong tí lại phải sang dọn phòng cho các ông đấy nữa, thời gian đâu mà học chứ. Nghĩ cách để không bị bắt nạt mới được. Anh Trần, cái gì đấy? Anh có cái thuốc linh đan nào mà uống vào không bị bắt nạt nữa không anh? Thuốc linh đan này uống thì không bị bắt nạt nữa à? Loại đấy anh không có. Thế nhưng mà anh có cái loại nước mà là uống vào giúp con người ta đần đi, để cho mình dễ bắt nạt. Thế á, thế cho em xin ít. Đợi anh tí nhá. Vâng. Đây, anh vừa mới nghiên cứu ra nhá, quý lắm anh mới trò đấy. Ôi giời, vừa nghiên cứu á? Thôi, em không dám uống đâu. Cái con này buồn cười nhỉ. Cái này là mày cho cái thằng nào mày muốn bắt nạt, cho nó uống để nó đần đi, để mày bắt nạt nó chứ mày có phải uống đâu mà mày lo. Thế à? Em xin, cảm ơn anh nhá. Nha, quý lắm cái trò đấy. Vâng. Các anh chết em. Các anh uống cái này vào sẽ bị đần đi. Em sẽ bảo gì các anh nghe đấy. Bắt nạt em à. Tuấn ơi, con này nó bị não ấy. Nhìn mặt nó đần lắm. Cũng đần đần. Sao thế? Hay là nó uống cái chai gì đấy nhở? Xem nào. Cái gì đấy? Đây là cái chai mà chai thuốc đần. Cho đối phương uống vào nhá, là đối phương sẽ bị đần đi, rồi mình dễ bắt nạt hơn. Đấy, anh Chiến giới thiệu với tao mà. Mày điên à? Con này nó rồ đâu mà tự nhiên nó lại uống thuốc đần. Thế mà ngu như thế là chết quách đi cho rồi, sống làm gì? Em uống rồi, em uống đấy. Thế là xong việc rồi, đi ngủ rồi. Ê, Thảo. Anh ạ, anh phải gọi em là Thảo Sinh. Ừ thì Thảo Sinh, mà Thảo Sinh này, giặt hộ anh đúng quần áo này nhá. Em giặt hộ anh á? Ừ, giặt hộ anh đi, rồi thì lên phòng anh cho xem con này hay cực. Con gì? Anh có con gì? Cho em xem luôn đi. Cả xóm mà con này đần, mà sao nó khôn thế nhỉ? À không, em phải giặt xong cho anh đi, anh mới cho em xem cơ. Vâng. Thảo ơi, vào lau anh cái nhà cái. Thằng Tuấn làm đổ nước tất cả nhà. Mày không ru tao, tao làm đổ được à? Em giặt quần áo cho anh Phương Anh đã. Xong anh Phương Anh bảo nhá, giặt xong lên phòng anh anh cho xem con gì hay lắm. Ôi dồi ôi, trôi thế. Anh Phương Anh ơi. Ê, đây rồi. Anh Phương Anh. Anh đây. Anh Phương Anh ơi, anh cho em xem con gì đấy. Đi vào đây, anh cho em xem con rắn một mắt. Em xem mí. Em xem nữa. Anh à. Rắn một đầu này, tôi cho ông thành rắn một đầu luôn nhá. Các anh làm sao đấy? Em muốn xem con rắn một đầu của anh Phương Anh. Mày giở người à? Hả? Mày uống thuốc đần của ông Chiến mày bị giở người thật rồi nhá. Đây, ông đưa tao viên khác. Mày uống đi, uống nuốt đi, nuốt. Được chưa? Anh Phương Anh nhá, anh định cho em xem cái gì hả? Anh định lừa ai hả? Em nói cho cái mặt anh biết nhá, anh là cái loại biến thái, loại yêu dâu xanh, loại đồi trụy, loại bất chấp lương tâm nhá. Cái loại anh hôm nay em sẽ bổ vào mặt anh. Nào, 1, 2, 3. Đồi trụy, yêu dâu xanh này, biến thái này. Nhung, nghe anh bảo này, chuyện của quá khứ ấy, chỉ là quá khứ thôi, nó đã qua lâu rồi mà. Bây giờ mình yêu nhau nhá, là mình vì hiện tại, đúng không em? Em cũng đừng có giận anh vì mấy cái chuyện quá khứ nữa, nhá, đừng giận anh nữa mà. Được rồi, em sẽ tha lỗi cho anh, nhưng mà em hỏi em một câu nhá. Bây giờ, ví dụ, cho anh yêu cái Đào đối diện nhà em á, anh có yêu không? Ây dài ê, có phải cứ xinh là anh yêu đâu mà, em buồn cười. Anh làm được rồi. Tôi chỉ hỏi anh là anh có yêu hay không. Tôi đang ví dụ như thế, tôi có hỏi anh là xinh hay không đâu. Chứng tỏ là hàng ngày anh ở bên này rồi anh để ý bên kia mới biết là xinh hay không, đúng không? Được rồi, đi, tôi không có anh nữa. Ok, Nhung ơi. Ôi trời ơi, đừng có giận anh mà.
Trời ơi, các bạn ơi, phụ nữ khi yêu thường khó hiểu như thế à các bạn? Ôi, Nhung ơi. Nắng đã có mũ, mưa đã có ô, bạn thấp bé, thiếu chiều cao, đừng lo, đã có Con Nhà Ba Hoa. Con Nhà Ba Hoa chuyên cung cấp cho bạn các loại canxi nguyên chất chiết xuất từ sừng. Con Nhà Ba Hoa chuyên sừng, sừng to, sừng bé, sừng ngắn, sừng dài, sừng co... phải gió méo mồm rồi, ai bảo mày trêu tao, chết mày chứ con. Cái gì? Mày quên cách nói tiếng người rồi à? Bố cái thằng giả hơi. Ôi, em hoa khôi, khoa tự nhiên. Ôi, bật chế độ nói tiếng người đây. Ôi dồi ôi, này, tao phải làm gì bây giờ? Đúng tiêu chuẩn chọn vợ của tao. Ôi dồi ôi nhá, mặt lá khoai này, tai lá bít, bít lồng bàn, da hồng lông lượt. Ôi trời ơi. Cái thằng này, vợ mà mày tả như kiểu lợn đấy nhở? Thằng này, mà này, hôm trước nhá, nàng nhìn tao cười phát tươi rói rói. Chắc nàng đồng ý làm vợ tao rồi. Mày nghĩ xem mà bọn tao nên đặt tên con là cái gì nhở? Tên là gì á? Đặt tên là bở đi. Bở. Ôi, sao lại bở? Thì tưởng bở chứ còn gì nữa. Bố cái thằng điên, người ta mới nhìn mày một cái xong cười mày thêm một cái nữa mà mày chưa gì đã nghĩ đặt tên con. Vừa vả vẩn. Thế bây giờ tao phải làm nào? Bây giờ nhá. Bây giờ mày phải làm tới luôn. Làm tới. Thế như nào thì nói luôn đi. Bình thường mày hay tán gái ấy. Mày làm cách nào cho các em ấy nhanh đổ ấy, bảo tao đi. Tao á? Tao dùng sự đẹp trai. Mày nói cách nào dễ hơn đi. Để tao làm được ấy. Bây giờ dùng sự đẹp trai nhá. Tao chỉ có cắt đầu đi thay đầu mới mày ra còn được rồi. Coi như hôm nay mày biết mình biết ta. Được rồi. Nói tóm lại là bây giờ ngoài đẹp trai ra còn cách nào nữa không? Úi giời ơi. Cách á? Không. Rồi, bố cái thằng điên, đi về. Ôi giời, đau tao mày. Bắt mày, chứ nào. Ừ, anh biết rồi. Anh yêu em ấy, là anh sẽ yêu cả họ hàng hang hốc nhà em nhá. Đấy, nhất là mấy cái đứa anh em nhà em ấy, nó còn ở xóm trọ như anh nữa. Không một giành quát nửa lời nhá. Yêu thương đùm bọc nhau lắm. Cứ yên tâm nhá. Ừ, anh biết rồi. Anh mà nói điều ơi, anh là con chó. Ừ, anh yêu em mà nhá. Thằng nhớ thằng Tuấn đâu? Úi dồi ôi, chúng mày sống cái kiểu gì mà phòng vệ sinh đi ra ngoài không tắt điện, đã thế rác còn bày bừa hết cái xóm trọ này. Chúng mày định đến cái xóm trọ của tao thì cái bãi rác à? Hả? Ra được phạt nhanh, mỗi tội 500.000 nhá. Ai già còn giả điếc cơ à? Chúng mày láo thật. Đã thế nhá, tao phạt mỗi tội 500.000, bây giờ phạt thêm vào cái tội mà khinh thường chủ trọ thêm 500.000 nữa. Nào, chúng mày có dám không? Bọn này hôm nay lì nhá. Chúng mày được, mày tưởng tao không dám vào à? Chúng mày tưởng tao đấy nhá. Đấy là phòng khác thì sẽ chửi như thế. Còn riêng phòng này nhá, điện nơi anh tắt rồi. Xong thì lát đi ra anh vứt rác luôn cho nhá. Anh Khoa. Quá to thế. Anh đến đây. Bảo gì anh đấy? Anh tưởng chửi bọn em mà ngon à? Anh tưởng phạt bọn em mà dễ à? Anh thôi ngay đi. Không có tí ý thức gì cả. Thuê nhà người ta ở mà cứ để người ta nhắc tên ra giả suốt ngày ra. Này, anh em mình gia đình mà. Gia đình thì em mới nói. Các anh say lề lề ra vẫn nghĩ là mình ngoan à? Anh tạo... Thôi, đừng có ngụy biện nữa. Chết chúng mày chưa? Cả anh nữa. Đừng có đăng ý. Thế nhưng mà anh tưởng em ở nhà cơ mà, sao tự nhiên em lại sang đây làm gì? Em sang đây á là để quân sư tranh hiếu. Mà tiện anh ở đây thì anh cũng quân sư tranh hiếu đi. À, úi trời ơi, quân sư lại là bài tủ của anh rồi. Thế chuyện dư nào kể đi anh quân sư cho. Vâng. Thì chuyện là... Đấy anh ạ. Trời ơi, đơn giản nhá. Mày chỉ cần nhớ cho anh đúng một câu. Câu gì anh? Đẹp trai không bằng trai mặt. Cụ thể là gì em? Tức là nhá, mày vác thẳng cái mặt mày đến nhà đó. Đấy, gào thét lên tất cả những cái nỗi lòng của mày. Những cái điều thật lòng á, thường rất là dễ gây xúc động. Thế à? Chả thế thì không à. Cái chiêu này nhá, anh áp dụng với Nhung á, đổ đứa đừ cơ mà.
Được, vậy thì em nghe anh. Ý, thì phải run lắm. Run gì, ra đi. Nhanh. No. Anh ơi, anh có đôi điều. Muốn em thấu hiểu, anh liều nói luôn nhá. Đơn côi mãi cũng thấy buồn, chi bằng mình phục vào luôn anh nhờ. Nói dài thì mất thì giờ. Anh xin kết thúc bài thơ anh về. Rồi cái thằng này câu chốt hại đâu? Ôi trời chết rồi. Em quên hết. Để em nói nốt. Trời ơi cái thằng. Bò không ăn cỏ bò ngu. Ăn không yêu tớ. Ăn ngu hơn bò. Đúng chưa? Anh hiểu. Anh à. Em cảm ơn tình cảm của anh dành cho em, nhưng mà em muốn có người yêu biết tiếng Thái Lan cơ, để sau này em đi du lịch không cần thuê phiên dịch. Tiếng Thái Lan à? Được, anh về đây. Tập trung vào nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ nói xin chào. Xin chào sẽ đọc là Sawadee. À rồi, câu này ta biết này, câu này biết. Sawadee khap khap. Khap cái gì mà khap? Chưa lấy xong nó nhảy vào mồm rồi. Khap chứ các vị ạ. Chân tự nghe em nói này. Sawadee khap. Khi mà cái trường hợp anh là nữ, anh nói với người nam. Còn bây giờ anh là nam, anh nói với người nữ, thì anh sẽ nói là Sawadee kha. Sawadee kha. Rồi, ok. Rồi nhá. Tiếp theo là hẹn gặp lại thì sẽ nói là Lao pho khang mai. Rồi. Liễu mọc giang mai. Bố cái thằng đần học tiếng Thái là nếu mọc giang mai. Anh Hoàng, dẹp anh Tuấn cho em. Đẹp. Rồi. Lại được anh nữa. Dễ, không phải là đẹp. Im mồm. Nào, chút rồi. Tiếp theo nhá. Câu bạn có khỏe không sẽ đọc là Sa mai đi bái khà. Cái gì? Bye bye mái già. Ôi giời ơi, không biết là học tiếng Thái kiểu gì, mái trẻ còn không có anh rồi bye bye mái già. Mày cấm mồm đi nhá. Con này mày cứ chạy đi, tao sẽ học được, nhất định tao phải học được, chạy đi. Tiếp theo nhá. Khop khun khà, nghĩa là cảm ơn. Khop khun khà. Rồi, tiếp nhá. Rồi. Khap kha kha. Em nói em muốn có người yêu biết tiếng Thái Lan, để mỗi khi đi du lịch em không phải thuê phiên dịch. Anh, chính anh đây. Anh đã học chứng chỉ tiếng Thái. Bây giờ anh có thể nói tiếng Thái nhanh như gió. Không những nói mà bây giờ anh còn có thể hát được tiếng Thái cơ. Em nghe nhé. Phong he long ma khe lo ma khe lo ma ngai ha lo phong ma lo không ma lo phong hoài súng hoài pia súng hoài pia súng hoài pia ang ma lang khong lang biết thế hong me long ma khe lo ma khe lo ma la thong ma thong ma lo thong ma lo thong hai súng hai pia súng hoài pia. Đi tận gái lại hát cái bài mẫu giáo của Thái Lan là thế nào nhỉ? Thế nhưng mà em thấy mới hát cái lòng ma cái là em cứ thấy sai nào anh Hoàng ạ. Em thấy đường không em? Trình độ ngoại ngữ của anh cũng không tồi đâu. Thế nhưng mà... Nhưng mà gì? Em cứ nói đi. Anh có thể làm được tất cả vì em. Em không thể yêu và lấy một người... Tiền sư của nhà nếp cẩm
nhằng cái lên chức giám đốc ấy, nhanh như phim. Anh Hiếu bây giờ là giám đốc rồi, chịu khó đưa bọn em đi nhà hàng đi nhá. Thằng này giờ thành đạt rồi, có tất cả rồi, sướng nhá. Em chào anh chị ạ. Thưa giám đốc, chiều nay anh có lịch hẹn với cô Vian tại quán cà phê ạ. Tôi nhớ rồi. Dạ vâng, em xin phép ạ. Giờ anh đã thành thạo năm thứ tiếng và cũng đã trở thành giám đốc của một công ty lớn. Em có thể làm bạn gái của anh không? Thành thạo năm thứ tiếng? Đúng. Đã là giám đốc? Đúng vậy. Thế năm nay anh bao nhiêu tuổi? Năm nay anh 30 tuổi, cả tuổi mụ là 31. Không được, không thể nào một người giỏi giang và thành đạt như anh 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu. Chắc chắn là anh bị bệnh rồi. Thôi em đi về. Ok không? An! Được, anh sẽ chứng minh cho em thấy. Đáng thế. Thôi Hiếu ơi, chuyện cũng đã rồi, khóc lóc làm gì cho mệt thêm hả em? Thôi, số phận nó thế rồi, chấp nhận số phận, vui vẻ sống những ngày còn lại. Mày yên tâm đi, dù thế nào đi chăng nữa, tao với mày mãi mãi là anh em tốt nhá. Không, không thể như thế được. Nhất định, nhất định ta phải làm gì đó. Chào mọi người nhá. Trước tiên, chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình. Cậu này trẻ như vậy mà đã mắc bệnh hiểm nghèo. Đáng tiếc. Ông giả người à? Hiểm nghèo cái gì? Tôi khỏe. Khỏe mà cậu khóc giống lên như kiểu sắp đi theo các cụ thế. Làm tôi cứ tưởng. Mà thôi, cậu đến đây làm gì? Tôi cần một tờ giấy chứng nhận sức khỏe nhá. À, thế là yếu sinh lý nên cần khám chứ gì? Thôi được rồi, thế thì cởi quần ra tôi khám cho. Ông bị điên à? Hả? À, giấy khám sức khỏe, chứng nhận sức khỏe không phải là cái đấy. Này, hay cứ thử khám đi. Mày 30 năm vẫn còn trinh, tao nghĩ hỏng bố rồi đấy. Mày im, tao tát cho phát gì rồi. Thế tóm lại là cậu cần cái giấy khám sức khỏe đúng không? Sức khỏe tổng thể chứ gì? À vâng vâng, đúng rồi. Thế thì tụt quần ra vào đây tôi khám cho. Thôi, sao cứ tụt suốt đi, lại cởi thế. Cậu này hay nhở, cái khám tổng thể. Mà tổng thể chả bao gồm là sức khỏe sinh sản không à? Dạ, thế nhưng mà bác sĩ ơi, cái đấy khám sau đi, mình khám cái khác trước được không ạ? Ừ thôi thế cũng được, thế em vào đây cởi quần tôi khám cho. Thế lại cởi quần hai thế. Ô hay, thế cởi quần để tôi xem có chi hay không, có dị tật các thứ gì không, lo gì tí còn phải cởi cả áo ra ấy. Đi vào, tôi bao việc đi vào đây. Bao nhiêu bệnh nhân. Bệnh nhân Hoàng Minh Hiếu có đây không ạ? Anh là tôi là bác sĩ khoa ngoại. Bệnh nhân Hoàng Minh Hiếu cần khám tổng quát để lấy giấy xác nhận sức khỏe đúng không? Thông cảm cho tôi nhé, tôi vừa phải đi tìm một bệnh nhân bên khoa tâm thần, anh ta cứ lôi hết người này đến người kia đi thiến, đến khổ. Đi thiến? Không được đâu. Mày thế, tí đi cả cụ. Đây rồi. Chào anh. Hôm nay anh hẹn em ra đây có việc gì ạ? À, anh hẹn em ra đây ấy, là muốn nói thẳng với cái mặt em như này cho nó vuông nhá. Anh tài giỏi, nhiều tiền, thành đạt, sức khỏe lại tốt. Đây, giấy khám sức khỏe của anh đây, em xem đi. Anh đúng là một người đàn ông hoàn hảo mà. Thì em có đồng ý làm người yêu của anh không? Em không ạ. Ô, sao? Sao vậy? À, em lấy chồng rồi ạ. Ôi giời ơi.
Chết vì gái là cái chết rất tê tái mà. Ui dồi ôi, thằng này hôn mê sâu quá rồi em ạ. Hiếu ơi. Ui dồi ôi, thằng này mày. Hiếu ơi. Hiếu. Ui dồi ôi. Anh Chiến nhá, anh lừa thằng Hiếu uống linh đan thấy tương lai kiểu gì mà bây giờ nó ngất ra đây rồi. Ui dồi, tí mà nó không tỉnh lại nhá, bọn em ném anh vào lò luyện linh đan luôn. Linh đan của anh Hiếu nghe mà. Anh thề tí nó tỉnh ra kiểu gì nó cũng nhìn thấy tương lai. Ui dồi, thề là ngày của anh rồi. Anh Hiếu người sao? Mày có thấy tương lai 10 năm sau của mày không? 10 năm sau á? Này, mày không thấy gì à? 10 năm sau á, vẫn ế. Thấy chưa, linh đan của anh á, toàn lại chị đôi. Hai triệu một viên, 2 triệu đây, 2 triệu. Chẳng mấy khi được thoải mái như hôm nay. Anh Hoàng thì đi học, mọi người thì về quê, thật là yên bình. Vậy nên là hôm nay mình phải ngồi ở đây thật lâu. Hả? Hôm nay bỗng thấy đẹp dài, lũ giặc đi vắng, anh thầy trốn học luôn. Úi dồi ôi, cà phê kín thế chứ lệ. Chỗ này nhá, rất thích hợp cho những cái thằng biến thái như mình. Những người lãng mạn như mình. Phải tính đâu, hôm nay là lịch đi học, mà chính xác á là đang trong giờ học tiếng Anh luôn. Mà giờ này ở đây thì chắc chắn là trốn học rồi. Ôi dồi, Nhung ơi, ai lại đi bán đứng chồng tương lai thế hả em? Anh không phải nói gì đâu, anh mà còn trốn học nữa không phải bán đứng đâu, mà nằm hay ngồi hay ngang ngửa thế nào đi chăng nữa thì em cũng bán anh hết. Cái thằng này, tao cho mày 2 sự lựa chọn. 1 là đi về với tao. Em chọn 2. Tao chưa nói phương án 2 mà. Không cần nói, em chọn 2 luôn. Thế thì chúc mừng mày, phương án 1 là đi về cùng tao, phương án 2 là lết về cùng tao. Thành không xong này, trốn rồi. Chị Nhung ơi, hình như chị đánh. Mày không phải thương nó, để im chị dậy, không sau này cổ mày đấy. Chị Nhung ơi, chị Nhung, chị cứ lên trên kia ngồi đi, chị lên đi. Chị Nhung ơi. Chị đánh anh Hoàng thế đủ rồi, chị mệt rồi, chị cứ ngồi nghỉ đi nhá, đến lượt em đánh cho. Chị Nhung ơi, cho em về với chị Nhung xem ơi. Cho em về với chị đây, chị Nhung xem ơi. Nhà mình có quả em dâu được phết đấy. Nhung ơi, đánh mạnh lên, đúng rồi. Đánh mạnh lên. Ôi dồi ôi, biết là thương cho roi cho vọt rồi. Thế nhưng mà roi vọt vừa vừa ấy chứ oánh oánh hoại tử cả mông thế này. Trời ơi, vợ ác như con tê giác ấy. Chết. Cậu Hoàng anh Giang à? Anh đi đâu mà trông hưng phấn ấy? Anh đi bar mà hả? Giải trí tí. Đi bar à? Kể ra nhá, lâu lắm rồi mình không đi bar ấy. Bởi vì buổi tối toàn bị bà Nhung xem bắt ở nhà bài ấy. Đúng rồi, nhân cơ hội nhá, hôm nay bà đi chơi với Giai, mình sẽ tranh thủ đi tí, chắc bà không biết đâu nhỉ. Tiện đây nhá, em đang có hứng đi bar, anh em mình đi cùng nhau không? Đi cùng nhau á? Đi. Thế nhưng mà anh mua vé cho mình anh thôi. Ui giời ơi, phải lo xa, em bao cả anh luôn đấy, nhà em á, đầy tiền nhá. Giời ơi, vé của anh thế, cất hôm sau đi, được chưa? Thằng Hoàng này ấy, không thiếu tiền, chỉ thiếu tình bạn bè. Đi, lên đường luôn đi. Đi lên ba. Anh Trần thiếu gia, anh bị điếc, đi lên ba nghe nhạc nó không tiện, nên chú đi một mình đi nhá. Anh bị điếc á. Ui giời, điếc đặc luôn, không nghe thấy gì đâu. Thế nhá. Anh ơi. Ôi giời ơi, bị điếc chả bảo ngay từ đầu ấy là người ta mất việc. Đã thế nhá, gọi mấy anh em chí cốt đi. Giời ơi, tưởng không bạn bè à? Đầy. Alo. Em à, hôm nay có hứng đi bar với anh tí không? Anh bao. Ấy ơi, ok, anh cho nó luôn nhá, anh bao tất luôn, không phải lo. Nhà này. Ôi anh em, học hành không học mà thích ba sàn không?
mà chơi với tao. Còn lâu, đừng lại chị quánh quánh em à. Học làm gì cho đầu to mắt trố, vì đằng nào bố mình chẳng làm to, kinh tế nhà mình không phải đắn đo, cứ ăn no rồi chơi game mới cho nó sướng. Chị đi ra ngoài đi để em còn học. Thế à, tập trung học là rất tốt, nhưng với cái kiểu học của mày thế này á thì càng học càng ngu thôi. Chị đừng có mà khinh thường em nhá. Em đang rất cố gắng chăm chỉ học hành. Sau này em mà thi được điểm A, lúc đấy chị đừng có mà sốc. Cần gì đã đến lúc đấy tao mới sốc. Tao còn đang sốc ấy, vì mày cầm ngược vở mà vẫn học được cái kìa. Ôi dồi. Em à. Mày luôn à? Lượt đâu? Ôi dồi. Chạy. Ôi. Toang rồi. Ôi dồi, chết. Bây giờ tao hỏi mày, mày muốn làm người hay làm thú? À chết, em ạ, à, em muốn làm người. Cãi là giỏi. Cãi đâu? Tao không bảo được mày nữa rồi. Ngày mai, tao sẽ có biện pháp để trừng trị mày. Tao sẽ gọi boss trong trò chơi con mực đến để trị mày. Mày nhận à? Bà này xem phim nhiều quá bị ảo à? Đòi gọi cả boss ở trong phim thì còn lâu mới gọi được. Dạ. Tao đầy tiền, có gì mà không mời được. Có khi nào bà đi gọi được thật không nhở? Ôi dồi, đến lúc đấy chứ bằng được không? Làm chị ai làm thế? Má ai đấy? Chào mừng người chơi 01 đến với thử thách sinh tồn mang tên trò chơi con mực. Bị dở à? Tôi thiếu gì tiền để chơi trò đấy? Cậu đã đăng ký, nếu không chơi sẽ bị đánh. Ôi, chơi luôn. Phần thi đầu tiên, hổ vồ, luật chơi. Người chơi sẽ làm bài tập, boss sẽ quay mặt đi, rồi sẽ bất ngờ quay mặt lại. Nếu bắt gặp không chú ý làm bài tập, sẽ bị ăn một gậy. Trò chơi kiểu gì đấy? Trò chơi bắt đầu. Bắt đầu sớm thế. Bắt học như này. À thế nhưng mà khoan đã nhá, đừng có quánh đấy. Nói đi. Làm sao mà tôi biết được ông có phải là boss ở trong trò chơi đình đám hay không? Nhỡ pha ke thì sao? Trời ơi, cứng họng rồi đúng không? Bây giờ ông phải chứng minh ông là hàng real thì tôi mới chơi với ông nhá. Còn fake á thì tàu lượn. Ta là hàng real, sợ gì? Lên đây. Trời ơi. Được rồi. Bây giờ đầu tiên sẽ là trò hổ vồ nhá. Các em đâu? Ra đây. Có gì đấy anh? Ôi, bót trong trò chơi con mực à? Ngầu thế. Bắt đầu đi. Được rồi. Trò chơi đầu tiên sẽ là trò chơi hổ vồ. Luật thế nào cho ông hiểu rồi đúng không? Các em sẵn sàng chưa? Trời ơi, con kia sang đây. Nào, bây giờ chơi nhá. Ông sẽ đứng ở đây. Đấy. Bây giờ ông đếm, bọn tôi sẽ lùi lại và bọn tôi bắt đầu di chuyển nhá. Ông đếm đây, đếm đây. 1, 2. Chết này. Thắng rồi. Được rồi, cho người qua. Đằng nào trong trò chơi cũng có kẻ thắng người thua. Chơi tiếp đi. Chơi đi, ai cấm đâu. 1-3. Khá lắm. 1, 2. Cho đi quản trò chơi á, cũng mà sạt nghiệp với người chơi nhờ. Đừng sỉ nhục ta. Tên kia, đã tin ta là hàng real chưa? Mau vào thực hiện trò chơi đầu tiên. Từ, ông vẫn chưa chứng minh được ông là hàng real hay fake đó. Phải thêm trò nữa đi. Các em, trò tiếp theo là gì ấy nhỉ? Dùng kim tách keo. Ok. Trò tiếp theo, đó chính là trò tách lương khô. Tách lương khô, luật lại đó chính là tách làm sao được 8 miếng theo hình đã vạch sẵn. Đấy, thấy không? Nếu tách lệch là ăn dã, hiểu chưa? Cái gì? Ở Hàn Quốc người ta dùng kim tách kẹo thì ở Việt Nam mình chơi tách lương khô. Mày dám chơi không? Hay là hàng fake ấy không dám chơi á? Chơi, sợ gì? Hay giả, được quá nhờ. Chờ tí. Các em, kiếm cái gì nhá? Để tí nữa nó mà lệch một cái thôi, mình dã luôn. Yeah, có luôn. Mà
Đấy là đẹp quá. Ông có 2 phút, trò chơi bắt đầu. Bé đế. Bé đế. Ai da. Rồi, khét nhờ. Được đấy. Nào bảy tiếp đi. Ôi giời ơi, lẹm rồi em ơi. Dã luôn. Mày à, lẹm rồi, đấy nhá, mày à. Mày chết, mày tưởng bót thế nào, ôi giời ơi. Này, thế mà chị Nhung Gem bảo là mang bót ra để chấn chỉnh mình, có mà chỉnh bằng mắt nè. Anh Hoàng ơi, trong đấy còn có cả trò kéo co nữa, hay là mình chơi nốt đi. Hay lắm, mày điên à, trò đấy chết người đấy. Trong phim đấy trò nào mà chẳng chết người, chơi đi đi. Chơi luôn đi nè. Đây, 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 đây. Làm gì đây hả? Đập bỏ tay. Này, khốn phết đấy. Định bỏ mặt nạ ra không cho đội này nhìn thấy mặt bốt cái là bị bắn bùng luôn đúng không? Không có đâu sói ạ à, nhá. Các em, trò chơi thứ ba là gì nhỉ? Kéo căng vào nhá. Quần áo mà chạm vào nhau nhá là tao đá sức mồm ngay đấy. Anh Hoàng, em có một cái chăn bông đi nhúng nước xong quên lên đây cho máu. Thế em cũng có một đống quần áo chưa giặt. Hay là em giặt xong em treo lên đây nhá. Được luôn, đi đấy. Ấy rồi. Quá đen cho mày. Hai con này khác gì hai con quỷ đâu. Học hành không học, suốt ngày trốn đi chơi. Em ở bắt được nhá. Tính nhá, cái này không tính nhá. Nhưng mà anh bảo lên đây có trò này hay lắm. Đã không học rồi còn tốt lên đây chơi là còn gọi người ta lên à. Ôi trời. Đây vào đây bảo. Ôi trời, cái gì này? Đây là đồ chơi. À không, đây là bốt ở trong trò chơi con mực. Đây không phải là trò chơi, mà đây là anh đang vì cái sự nghiệp học hành của mình đấy chứ. Là nào? Tức là nhá, đây là con bốt ở trong trò chơi con mực này. Chị Nhung Gem thuê nó đến để chấn chỉnh cái việc học của anh. Đấy, thế nhưng mà anh đang thử xem nó là hàng thật hay là hàng pha ke. Đấy, nếu nó là hàng thật nhá, nó bảo gì anh cũng nghe. Nhưng mà nó mà là fake nhá, anh dã luôn. Hay phết nhở, chị Nhung thông minh thật đấy, thế mà không nghĩ ra. Thông minh cái gì, ăn may thôi. Em mới chơi với chị Nhung Gem nhá, anh á, em không biết. Chị Nhung Gem nhá, ế lâu năm, thành ra nhá, sinh ra quá nhiều tật xấu luôn. Đây anh kể cho em nghe nhá. Xấu tình, xấu tính, xấu cả nết. Đánh giấm thì lại hay xịt này. Cứt mũi thì toàn bốc ra để ăn. Úi dồi ôi, nách thì hôi, chân thì thối. Nói chung là nhiều tật xấu lắm luôn ấy. Thằng kia. Ôi dồi ôi. Tao đưa tao vào. Chị mày hành tao bao nhiêu trò, tao không có thể chịu được. Đừng riêng ngược mày cả xấu tao đúng sự thật. À nhầm, sai sự thật thì tao không được chấp nhận được. Thằng kia, mày chết với tao. Đừng ơi. Trời ạ, chị Nhung, anh Hoàng đâu chị? Anh Hoàng á, đang bị chị Nhung Gem đánh dưới kia kìa. Hai đứa mày thở cho em đi hay là muốn đánh? Trời, suốt ngày chết. Hôm qua bị chị Nhung đánh cho một trận, sắp thành giò đến nơi rồi. Anh đã chừa chưa? Từ giờ tập trung vào học chưa? Anh tập trung được rồi. Em bảo là tập trung vào học, chứ không phải là nhìn được em. Anh nhầm, anh tập trung được rồi. Thật không? Thật, anh thà. Hôm qua nhá, lúc anh đang học ấy, cái Vân với cả cái An ở bên xóm trọ ấy rủ anh đi bánh bóng chuyền nhá, vui như thế nhưng mà anh mải học của anh không đi. Ơ, anh Hoàng, chiều đi đánh bóng chuyền tiếp nhá, hôm qua anh đánh hơi bị hay đấy. Trời ơi, trời ơi. Khoan, ôi dồi ôi, em hiểu lầm thôi. Tại lúc đấy nhá, anh đang học cho nên là anh mới ra đánh bóng chuyền một chút thôi cho nó giãn gân cốt với cả cho máu lưu thông, xong thì anh vẫn vào học tiếp mà. Em đừng có hiểu lầm anh nhá, anh làm tất cả cũng chỉ vì việc học thôi. Thật không? Thật mà, anh thề, mặt anh uy tín thế này cơ mà. Anh Hoàng ơi, chiều đánh bóng chuyền xong lại đưa cả xóm cho đi ăn ốc tiếp nha. Quán hồng qua ăn ngon phết anh ạ. Anh làm thế mới được à? Khoan, ui dồi ôi, con bé kia. Lúc đấy anh là anh đánh bóng chuyền xong rồi, anh định lao đầu vào học luôn. Ê, thế nhưng mà lúc đấy vận động mạnh quá thành ra nó mệt, xong thì nó lại đói. Thế lúc đấy anh mới phải đi ăn đi chứ. Anh đừng có mấn lân lẻo nữa. Đi ăn mà phải đưa cả xóm trọ đi à? Thì cái lúc anh đi ăn ốc ấy, thì chúng nó tự nhiên nhá, tự nhiên chúng nó lại biết anh đi. Thế là chúng nó đòi đi theo. Nhà mình thì rầy tiền ra không cho chúng nó đi, nó khó em ạ. Mấy cả nhá, ăn ốc xong nó vẫn còn sớm chán. Anh còn về học được cả đầy một đầu chữ cơ mà. Đây à? Thôi được rồi, thế hôm nay thì sao? Anh Hoàng, chiều nay đi đánh bóng chuyền xong, đi ăn ốc xong lại đi hát nhá. Hôm qua đi hát về sớm quá, có 2 giờ đã về rồi. Chưa đã. Nhớ nhá, nhớ chiều đi phải gọi em đấy, không là em dỗi đấy.
Hôm nay tôi phải ra gặp giàu luôn. Người chơi vào vị trí, chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi con mực. Trò chơi đầu tiên hổ bồ. Luật chơi sẽ là người chơi phải cắm mặt vào sách vở. Quản trò sẽ theo dõi hoặc là không theo dõi. Miễn là khi quản trò quay lại, người chơi phải cắm đầu vào sách. Nếu không á thì sẽ ăn đòn nát mông, được chưa? Nhung ơi, tha cho anh nhá. Không nói nhiều, trò chơi bắt đầu. Cuối cùng không có người trị được nó. Nhung này, lâu lắm rồi anh mới có cảm giác được trốn học đấy. À chết đấy. Ý của anh là lâu lắm rồi chúng mình mới được đi với nhau tình cảm như thế này đấy, mà lại không bị cái bọn kỳ đà cái cản mũi nữa. Hay là chúng mình làm một cái gì đấy để cho tình yêu của chúng mình nó nâng cao, nó tiến xa hơn được nữa không em? Anh muốn tình cảm nâng cao và tiến xa hơn á? Ừ đúng rồi, cái điều đó rất là tốt cho tình yêu của chúng mình ấy. Nếu mà anh thực sự muốn thì được. Ê, đi thôi. Ôi, em ơi, dễ đây các bà. Dễ cái gì, đi thôi em. Nhầm rồi. Trời ơi, nâng cao nữa lên. Anh muốn tình cảm đi lên thì phải nâng cao lên chứ, cao nữa lên. À, thế còn tiến xa đấy nhở? Quay đầu lại, đi xe ra kêu cho em. Ôi dồi ôi, Nhung ơi, em làm thế này chết anh đấy. Anh bảo là muốn tình cảm nâng cao với tiến xa. Thế bây giờ tiến xa thì chết là chết thế nào? Ôi dồi ôi, khổ quá mà. Nào, anh có muốn tốt cho mối quan hệ của hai đứa mình không? Đi nhanh lên cho nó tiến xa. Đây rồi, khổ ơi, tôi khổ quá mà. Nhanh lên cho nó tiến xa nhanh nào. Anh ơi, ngày mai chúng mình lại ra đây để nâng cao với tiến xa mối quan hệ nhá. Thôi em ơi, anh nghĩ là mối quan hệ của chúng mình ấy, dừng lại ở đây là đẹp rồi nhá. Từ từ rồi tính tiếp em ạ. Này, uống nước đi. Anh ạ, anh tưởng ý đồ đen tối của anh mà em không biết à? Từ sau chừa nhá, đây, uống nước đi. Anh chừa rồi, cảm ơn em nhá. Nước rất là cầm rồi. Để em lau cho. Thật kìa. Ôi, lại bị cản mũi rồi, đang chuẩn bị để hưởng thụ đến thế. Chị Nhung à? Nhung à? Thằng kia, điện thoại đâu? Sao tao gọi không nghe? Và sống trọn được cái việc đi. Chị biết sống trọn có việc chị không giải quyết luôn đi, để còn ra tận đây để bảo em nữa. Tao lên công ty bây giờ, mày vào giải quyết đi. Bọn con cái nó đang kêu là ông Phú ngày nào cũng rình mò xuống nó tắm đấy. Ái da, thằng này láo thật đấy nhờ. Dám rình mò bọn con gái tắm mà không rủ mình. Anh nhầm. Mày vào giải quyết luôn đi, tao đi đây. Nhung ơi, chị đi nhá, không khoan nói chuyện sau. Bye bye. Đi, anh đi em đi. Đi chậm nước nữa. Ôi, mặt tưởng chết. Đi chơi với Nhung, bị Nhung hành cho không còn một tí sức nào. Bây giờ vậy lại phải chạy quanh cái xóm trọ này. Đây rồi, cuối cùng cũng đến phòng ông Phú rồi. Anh Phú ơi, anh lôi ngay cái bộ mặt râm rê đê tiện của anh ra đây nói chuyện với em nhá. Em nói cho mặt anh biết là xóm trọ của em ấy là xóm trọ văn minh, xóm trọ văn hóa, anh hiểu không? Anh có rình chỗ nào tắm ấy, anh cũng phải rủ em đấy chứ. À chết, ôi cái mồm nhịu liên tục thế này. Anh có rình chú nó tắm ấy, anh cũng rình vừa vừa phải phải thôi, anh hiểu không? Đằng này ấy, xóm trọ mình có bao nhiêu mạng con gái, anh rình từ đầu đến cuối, từ lớn đến bé, từ xấu đến đẹp, không thừa một ai cả. Ôi dồi ôi, anh ơi, ra đi chơi với em đi, sao anh hèn thế? Đàn ông làm xong dám nhận à? Anh Phú. Ôi dồi ôi, tiền gì bố đứa nào mà tao rình gái tắm nhá. Anh Phú lòa. Thế không phải anh dình bọn con gái tắm hả anh? Ôi trời ơi, mắt tao không trong như thế này, nhìn đường còn chả thấy, nói gì đi nhìn gái. Thế là... Thế cái gì? Thằng Phú xe ôm thằng bồn đấy, không phải tao đâu. Thế nhầm ạ, em xin lỗi nhá. Ôi trời ơi, anh Phú ơi, nhìn trộm gái tắm không rủ em à? Ôi lại nhiều, cái mồm. Anh Phú. Rồi, dàn đúng số thứ tự thế này á, không bao giờ có chuyện nhầm lẫn nữa nhá. Quá đẹp. Cái gì đây? Sao bao nhiêu số anh không dán? Anh định dán ngay số 49 vào phòng em. Đèn chết mất. Con ai? Em bị dở à hả? Theo số thứ tự từ dưới lên trên, từ trái sang phải thì đúng phòng mày là phòng 49 luôn nhá.
Mai bảo mày số 49 là đen. Chả đen thì không à. Người ta bảo á, 4953 thì ra đồng mà nằm. Anh dán số 49 vào phòng em. Em mà có mệnh hệ gì á thì anh chỉ có nước phá cái phòng trọ đấy đi chứ không làm ăn được gì đâu. Còn này, cứ mê tín dị đoan vớ va vớ vẩn ấy. Anh đảm bảo với mày nhá, số 49 không phải là số đen nhá. Mày mà có mệnh hệ gì á hay là mày chết đi, đúng không? Anh sẽ bảo anh Chiến lấy linh đan ra cho mày uống sống lại ngay, lo cái gì. Anh bị điên à? Em mà chết thì gọi anh bằng niềm tin. Em không biết đâu, anh dán số phòng khác cho em đi, em không lấy số 49 này đâu. Con này, thế tóm lại là mày không thích số 49 đúng không? Vâng. Thôi được rồi, nếu mà không thích số 49 thì sang xóm chỗ khác mà ở nhá. Anh á. Anh cái gì, anh có bài tiếng Anh ấy nhá. Nói một câu cãi một câu, chủ trọ nói là phải nghe, đè là phải im. À chết chết, nói là phải nghe, dân là phải im, hiểu chưa? Lào ngà lào ngáo nhá, tao phạt cho lòi mắt rồi đấy. Thế nhá. Anh Hoàng. Hoàng cái gì? Ôi trời, đang ngủ à? Ôi trời ơi, người đâu mà ngủ trông cũng như thiên thần ấy. Như kiểu là công chúa ngủ trong rừng thế này, ai mà chịu được. Không thơm à? Thơm, không thơm. Thơm, không thơm. Thơm, không thơm. Thơm, không thơm. Thơm. Ôi trời ơi, đây là số phận bảo mình là phải thơm một cái rồi. Nhưng mà đây là số phận thơm ấy chứ không phải anh thơm đâu nhá. Nào. À chết, quên. Ui giời ơi. Sáng làm tí lòng mùi kinh thế. Đây rồi. Làm tí khử mùi cho nó rực rỡ. Ui giời ơi, bạc hà móc binh luôn. Đây rồi. Nào. Ôi ôi, chết rồi. Anh thấy mắt em có bụi cho nên anh thổi ra thôi, không có gì đâu. Này nhá, đừng có mà lươn lẹo. Tôi ngủ thì mắt có bụi có gì hả? Thì đừng có ngủ. À đây rồi, gọi đúng lúc lắm đấy. Sao? Có ma anh ạ. Ma? Ma cái mồm mày mà ma. Có ma thật mà. Lúc nãy nha. Tự nhiên mất điện đi nhở? Làm gì có chuyện đấy? Em không bị điên, cũng không chơi đồ. Nó còn ở trong phòng em đây này. Anh không tin á, anh vào trong xem đi. Rồi, được rồi, ta xem nào. Đâu? Đâu? Ma đâu? Hả? Ma đâu? À, đâu nhở? Sao không thấy đâu? Làm gì có mà thấy. Vớ va vớ vẩn là giỏi đấy. À, yêu bóng vía thì để tỏi trong nhà nhá. Sẽ không bao giờ sợ linh tinh nữa. Cảm ơn. Nhưng mà anh đổi số cho em đi. Từ trước đến giờ em có bao giờ nhìn thấy ma đâu. Thế mà bây giờ lại thấy. Chắc chắn là số 49 nó ám em rồi. Em bảo anh nghe từ đầu rồi mà anh không nghe. Con bé này buồn cười nhở. Ta bảo cái gì cứ nghe đi nhá. Cầm tỏi trong nhà, không bao giờ con ma nó dám vào đây cả nhá. Ma vô vẩn. Anh Hoàng, em thấy ma thật mà. Ma cái này thật mà. Anh Hoàng ơi. Anh đây. Anh nhìn phía trước xem có gì không ạ? Phía trước à? À, anh thấy một bầu không khí trong lành, hoa thi nhau đua sắc, chim muông đang tíu tít trên cành. Ôi, không khí thật là lãng mạn quá đi. Lãng cái gì mà lãng, khổ quá. Thằng nào nó dắt mất xe của em rồi kìa, nhìn có thấy đâu đâu. Ôi ôi, anh quên mất, chết rồi. Thằng bỏ mẹ nó lấy xe rồi, đi tìm em ơi. Chờ anh, chờ anh. Ôi ôi, thằng láo kết đấy. Thằng nào nó dắt mất xe của em rồi. Chiếc xe mà chính tay em mua bằng những đồng tiền lương đầu tiên của em. Nào, cứ bình tĩnh nhá. Nín đi, rồi này. Lát nữa nhá, anh đưa em đi mua hẳn chục cái nữa luôn. Lo gì, nhà anh ấy, rồi tiền cơ mà. Đại anh ạ, em không thèm. Lúc
nào cũng đòi hôn 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 hôn, không hôn ai thì không mất xe. Thế nhưng mà đã được hôn cái nào đâu? Anh không hôn được, em đã mất xe rồi. Bây giờ anh hôn được á, có mà đồ đạc túi xe của em mất hết à? Ui giời ơi, em không phải lo nhá, cứ mất thoải mái đi. Nhà anh đầy tiền cơ mà, mất lại mua, mất lại mua. Em không thích đâu, lúc nào cũng nhà anh đầy tiền. Thôi nào, nín đi, đừng có khóc nữa mà. Nào, anh Thơm cái cho đỡ giận nào. Thôi được rồi, nếu như mà em không thích mua xe mới á, thì để anh nhờ mấy thằng đàn em của anh, ngày trước chúng nó chơi với anh bảo chúng nó tìm u một cái này là xong. Thật không? Nhưng mà em chả tin đâu, làm sao mà siêu như thế được. Siêu chứ. Đây nhá, xe của em ấy chỉ có bọn ất ơ là mới lấy, đúng không? Mà đàn em của anh ấy cũng toàn mấy thằng ất ơ. À chết, anh nói thế cũng không đúng lắm. Nói chung ấy, là đàn em của anh nhá, đầy thành phố. Đấy, để anh gọi điện thử xem đứa nào nó nhỡ nó dắt nhầm của em, để anh bảo nó mang sang cho em nhá. Chờ tí nhá, chắc là sắp tới đây em ạ. À, đây rồi. Cảm ơn thằng em nhá. Okay, cứ vào đi, hôm nay em mình ngồi. Vào đi, vào đi, vào đi. Đúng xe của em này. Lần đầu tiên em thấy cái sự ăn chơi lôi lỏng của anh nó có tác dụng đấy. Em á, nhưng mà thôi, anh sẽ coi đấy là một lời khen nhá. Và em này, em thấy anh siêu như thế đã đủ để được nhận một nụ hôn chưa? Ôi ôi, thế là được rồi. Nào. Không ạ. Ôi, rõ ràng tổ tiên của loài người là vượn mà sao bà này mà giống kỳ đà thế chứ gì? Dạ. Điện thoại mày để đâu mà tao gọi cháy máy không được? Điện thoại á? Em để Dung. Mày vào xóm trọ ngay, đang nói hết cả lên kia kìa. Thế bây giờ chị đi đâu? Chị làm gì mà không giải quyết đi, đến đây tìm em gọi em làm gì? Tao đi với Nhung. Đi Nhung ơi, lâu lắm rồi chị em mình chưa đi shopping. Vâng, đi luôn chị ạ. Ok ok. Nhung ơi, chị được hôn mà. Dắt xe về cho em nhá. Ôi giời ơi, khổ thật đấy. Cái bà Nhung dẹp đấy ạ, suốt ngày đùn việc cho mình. Xóm trọ là của cả gia đình. Đấy, việc gì đến tay mình, xong đến lúc thu tiền thì trả cho mình đồng nào à. Ôi giời ơi, ra với trả đình. Chìa khóa đâu? Ôi giời ơi. Sao lại ngồi này? Chuyện gì đấy? Anh Hoàng ơi, anh đổ xuống phòng cho em đi chứ em không chịu được nữa rồi. Này buồn cười nhỉ, không chịu được nữa thì gọi người yêu đến mà nó chịu cho chứ, nên bảo tao. Đừng có dụ dỗ tao nhá, tao chỉ yêu mình Nhung thôi. Anh tỉnh lại đi, anh thì giàu thật đấy nhưng mà không phải là gu em. Cái mà em không chịu được là... Mày thế này, hôm qua đồ ngon chắc luôn. Anh bị điên à? Em có tệ nạn như anh đâu mà đồ với Đạt. Em không biết đâu, anh đổi số phòng cho em đi. Từ lúc anh dán cái số 49 này ở đây á, lúc nào em cũng gặp ma hết. Con này buồn cười nhờ. Nước có phép nước, da có gia quy, phòng trọ có nội quy của phòng trọ nhá. Anh đánh số như thế này ấy, là để dễ quản lý, mày hiểu không? Mày yêu bóng vía đấy, cứ nói linh tay anh tinh. Em không yêu bóng vía, anh cho em củ tỏi em để ở đầu giường ấy. Con ma nó ngồi thẳng vào tỏi luôn. Ma vô vẩn nghe vô lý. Thế được rồi, cho mày thêm cái này. Cái gì đấy anh? Nước đái thằng Hiếu đấy. Anh bị dở à? Anh đưa em cái này làm gì? Con này chả biết cái gì cả. Thằng Hiếu ấy nó ấy kinh niên mày có biết đâu. Đấy, cho nên nhá, đây là nước tiểu độc tử, nó còn trinh mà. Cầm cái này vào trong phòng, bố mạng giám khảo luôn nhá. Ok anh Hoàng. Chết anh này, chết. Không có cái việc đứng trên máy xoa đâu không làm được. Anh là vô dụng, chết đi đi. Thôi, em xin lỗi mà. Đúng là cái việc không đứng im làm em ngã là anh sai thật. Thế nhưng mà em phải nghe anh nói đã. Nếu mà ai vào tình cảnh của anh ấy cũng sẽ làm như thế thôi. Anh đừng có mong bị biện. Chẳng có ai làm ngã sắp mặt người yêu như anh cả. Ok á, nghe anh nói đã. Được rồi, anh nói đi. Thì em bảo là anh đứng im để cho em trèo lên vai anh, ôn lại kỷ niệm tuổi thơ hái xoài. Ok, anh đứng rất nghiêm, bởi vì anh là một người đàn ông tuyệt vời mà, đúng không? Thế nhưng mà sau đó có một con sóc nó chui vào ống quần của anh. Buồn quá, nó lại rủ thêm một con nữa chui vào ống quần còn lại. Chẳng liên quan gì đến việc anh là em ngã cả. Liên quan mật thiết chứ. Đây nhá, hai con sóc nó mới chui vào ống quần của anh. Úi dồi ôi, cái lúc đấy nhá, anh buồn lắm, anh khó chịu lắm ấy. Nhưng mà anh vẫn cố đứng im. Bởi vì sao? Bởi vì anh là một người đàn ông tuyệt vời mà, đúng không?
Thế nhưng mà sau đó hai đứa chúng nó mới rủ nhau lên tầng trên. Ấy, chúng nó mới bảo nhau là: mày ơi, ăn quả nào trước nhỉ? Ôi dồi ôi, lúc đấy phải chạy đi luôn chứ không đứng lại để chết à? Có thật không? Ừ, thật chứ. Được em trèo lên đầu lên cổ nhá, anh hạnh phúc còn không hết cơ mà. Này, đánh người ta xong mắng người ta như thế lại cười. Thơm đàn nè. Thằng Hoàng! Ôi. Mày dùng điện thoại để trong nặng túi à mà tao gọi không nghe? Và xóm trọ ngay, chúng nó đây ngon lên kìa. Ôi, chị ạ! Mày định bảo tao không làm mà ra đây gọi mày chứ gì? Tao ra đây gọi Nhung đi, xong mình không đi xong mình nữa chị ạ! Từ từ, em phải về xóm trọ, em dẹp loại mới được. Đang định hôn rồi, bao nhiêu lần rồi, cứ làm mình ngon hết lên. Em phải trâu chậm mới được, đang định hôn, bực hết cả mình. Em có chắc chắn là em nhìn thấy ma không? Vâng, lúc nãy nó còn bịt mũi em, ngạt thở tí chết. Em bảo anh Hoàng là đổi cái số 49 cho em đi, không nghe. Bây giờ chuyển đi không được, ở lại trả xong. Thôi được rồi, đi vào đây đã. Có đồ trừ ma như thế này rồi mà vẫn bị dọa thì chắc chắn là người làm. Bây giờ thế này nhá. Mày ghét tao, muốn tao chuyển đi, cho nên mới nhân cơ hội anh Hoàng dán số phòng 49 cho tao, dọa tao đúng không? Mày còn non và xanh lắm, tao không sợ đâu. Ôi giời ơi, không sợ á? Không sợ mà tỏi, nước đá này, đêm rồi còn khóc tu tu đấy chứ. Này nhá, tao nói cho mày biết nhá, bỏ ngay cái trò ấy đi, không hay đâu. Đã thế thì em cũng nói cho chị biết nhá, chị cũng bỏ ngay cái trò em cứ dẫn bạn đến chơi là chị giao thập cầu dao đi, không hay đâu. Này nhá, tao nói cho mày biết nhá, mày dẫn bạn về chơi bình thường không sao, đằng này á, dẫn bạn về chơi bật nhạc inh ngom lên xong là còn hát cái gì, em hát cho anh chị nghe nhá, nghe xem có cay không, cái gì mà hát kê bên con một chị an thôi mồm xong cả người hôi, mặc bộ đồ cho đến một tuần mời thầy ra xong lại phơi lên, ôi hôi 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 đấy, anh chị xem có cay không, cay quá chứ. Thôi được rồi, không cãi nhau nữa, bớt lại, không chịu đuổi cổ đấy biết chưa. Bây giờ cũng rõ rồi nhá, không có con ma nào cả, cái Vân á cũng không xiên xẹo cái An nữa, không chịu đuổi cổ đấy, nhớ chưa? Vâng ạ. Thôi, em xin phép em đi về phòng. Con giả này, nhanh lên. Cái mắt kiểu trông có ghét không? Gừ nhau. Nhung ơi, đi shopping đi. Ê, ok chị luôn. Ôi Nhung ơi, em còn nợ anh với nụ hôn mà. Nợ nần gì không nợ nần gì hết, đi chị. Nhung ơi, để hôn đã gì. Ôi giời ơi, Nhung ơi. Hôm nay gió thổi ầm ầm, ước gì em sẽ đâm sầm vào anh. Thời gian như chó chạy nhanh, sao em lại trốn loanh quanh chỗ nào. Có núp, đừng núp bờ rào, kẻo anh tể bậy lại vào người em. Trời ơi, con nhà nước Cẩm ơi, tán gái thì ngu á, nhưng mà trí xuyên tạc là giỏi thôi. Em nói cho anh biết nhá, cuộc đời anh á, ưu điểm lớn nhất đó chính là có quá nhiều khuyết điểm. Tiên chưa con nhà cái trang, tao sẽ đem mày đi nấu nhiều mọn nhá. Thôi, nó nói đúng rồi còn gì nữa. Cái tài tán gái của mày á, bằng 1/10 cái tài xuyên tạc thì có phải đỡ không? À, này, chúng mày bắt chân nhau rồi bắt nạt tao đúng không hả? Ôi giời ơi, người ta gọi là bắt tay chứ ai gọi là bắt chân. Mà đúng là bọn tao bắt tay nhau hạ nhục mày đấy hả? Mày làm sao, mày giỏi thì mày có người yêu cho bọn tao xem nào. Đúng rồi, em nghèo thì em nghèo thật, nhưng mà nếu anh có người yêu nhá, em sẽ trích tiền ra khao cả xóm ăn. Ôi mày, chúng mày này nhá, chúng mày đừng có ép người quá đáng nhá. Bọn tao thích ép đây làm sao hả? Ép dầu ép mỡ chứ ai ép á thằng nhỉ. Chúng mày đã thế nhá. Thế nào? Tao đi đấy. Nào, còn đi đâu? Ôi giời ơi, trông kìa đấy, quá chán đấy. Vừa nắng lại mưa mà anh em gì như cái bông ấy, không an ủi thôi, suốt ngày xẻ sói, cày thật ấy. Đã thế nhá, tao cứ ngồi đây xem chúng mày có đi tìm không. Tìm thấy tao, tao dối, tao không thèm về. À đấy. Ôi giời, thế là chúng nó không đi tìm mình thật. Ây giời, cái bọn này
Bây giờ không về thì đói, mà về thì mất chi diện. Làm nào bây giờ? Ê! Ôi trời, cái gì đấy? Cái thằng này, tao ngủ ở đây một tí cũng không yên với mày. Mày làm gì mà lẩm bẩm mãi thế? Ông là ai? Nhìn đi con ma này. Tao là thần, thần tình yêu Scooby-Doo. Thần tình yêu thì cái là đứa bé mà. Ông trốn chạy ra đây đúng không? Ơ cái thằng này mày bị ngu à? Bảo sao đến giờ mày vẫn ế? Đấy là hồi xưa tao còn bé, trải qua hàng nghìn năm rồi, tao phải già đi chứ. Thôi, thần mà cũng già được á? À? Thần tình yêu thì tên Scooby-Doo. Scooby-Doo là con chó nha. Thần tình yêu người ta phải tên là thần Cupid đấy. Ơ cái thằng này, lâu nay tao ở bên Việt Nam, tao quên cách phát âm tiếng Campuchia rồi. Mà mày soi ghê đấy. Thôi, tóm lại là tôi không tin đâu nhá. Ông đi đi, đừng làm phiền tôi. Ơ cái thằng này, rõ ràng ta mới là người ngủ ở đây trước. Cái mặt mày mới là cái thằng phải đi đấy. Thần thì không lên trên thiên đàng mà nằm đây làm gì? Tao chán, tao thích nằm đây đây, có được không? Thần tình yêu mà cũng có chuyện buồn. Thế ông buồn cái gì? Đây là lần thứ N tao thất tình. Mày nghĩ xem, tao có nên buồn không? Ôi giời, hào ơi. Ông đúng thần kinh, trốn trai tâm thần, hiểu không? Thần tình yêu làm gì cái chuyện thất tình. Ơ cái thằng này, mày là tao đâu mà mày biết. Mà mày chưa nghe câu rau sắc không còn được chui à? Mũi tên tình ái của tao có thể làm vạn người yêu nhau, nhưng mà tao làm sao bắn được tao? Nói tóm lại là nhìn ông rất là sàm nhá. Ông đi đi. Ơ cái thằng này, mày làm tao hơi bực rồi đấy. Làm thế nào để mày tin? Bây giờ ông giúp tôi có người yêu đi, xong rồi tôi tin nhá. Ơ cái thằng này, mày chơi khó nhau thế. Mày bảo tao làm cái đấy, thả tao đi chết còn hơn. Ngoài cái điều kiện đấy ra, tao làm cái gì cũng được. À thế thì ông giúp tôi đẹp trai đi. Ôi, thế thôi, để tao giúp mày có người yêu nhá. Thần gì thần xoắn nhau thế? À, thần cũng xoắn. Thôi, nín. Tao sẽ giúp mày có người yêu. Tao sẽ nhập vào người mày trong thời gian một tuần. Mày phải nhớ những cử chỉ hành động của tao để sau này còn duy trì tình yêu của mày. Ông thật ra, ông điêu làm con chó ấy. Tao trẻ con với nhà mày đây à? Nhìn vào tao vừa già vừa uy tín này, mày không tin à? Được rồi, thế thì mời ông trải hiện. Ôi, đâu chả? Giờ tao chiếm thân xác này, mày có ý kiến gì không? Chung thân xác. Được, vì một tương lai hết ế, tôi chấp nhận. Vậy tốt, để tao xem chút ký ức của mày nào. Trời ơi, cái thằng này không chỉ ế mà còn toàn suy nghĩ mấy cái vớ vẩn, đồi bại. Ôi trời ơi, cố tình đi nhầm vào nhà vệ sinh nữa. Ôi trời, ông ơi, ông xem có cái ký ức nào nó đẹp hơn không? Đầu mày làm gì có những thứ tốt, cứ thế này ế là phải. Ôi trời, này, thế ông xem ký ức của tôi, ông xem suy nghĩ đấy. Xin lỗi, tao hơi tò mò, tại nó tất đây mà cái phần suy nghĩ xấu xa của mày, nó nhiều quá, tao phải đi qua nó mới đến được cái ký ức, nên bắt buộc phải thấy thôi. Ôi giời, ông như cái loại thần kinh ấy. Anh Hiếu, chưa mơ dám không về ngồi đấy làm gì? Nhung đấy à, đi đâu thế em? Anh bị làm sao ấy? À, không sao. Anh chỉ hơi buồn nên ra đây ngồi cho thoáng thôi. Buồn á? Anh thất tình à? À mà có sao đâu, chỉ cơm bữa mà. À không, đấy chỉ là dĩ vãng thôi. Còn từ bây giờ, anh sẽ không bao giờ thất tình nữa. Mà thôi, cũng trưa rồi, em đi về đi. Công viên vắng vẻ, nhiều sở khanh lắm. Sở khanh? Anh nói nào chứ, công viên này làm gì có sở khanh? Cũng đúng. Có mỗi thằng sở khanh nhất thì nó yêu em mất rồi. Đi về đi. Anh hôm nay bị làm sao á? Bị cái gì rơi vào đầu à? Bình thường á thì cứ nhí nhai nhí nhéo, hôm nay rất là nghiêm túc. Chắc là chiều phải sang hỏi mọi người xem sao ấy. Ông thật đấy, chưa ông đưa tôi đi đâu đấy hả? Không về ăn cơm à? Lang thang đây làm gì? Thằng ngu này, tao là thần, cần gì ăn? Mày cứ im mồm đi, tao sẽ làm được. Im thì im, thế nhưng mà ông đang mang thân xác của tôi đấy. Làm gì làm, phải uy tín đấy nhá, ảnh hưởng mặt tôi chết đấy. Thằng người như mày làm quái sẽ có uy tín mà mất, nhiễu sự. À gái đây rồi, mày nhìn tao thể hiện đây này. Em gái, em có sao không? Anh đi vội quá, anh không để ý. Xin lỗi em nhé. Dạ,
Em không sao ạ. Anh tử tế quá. Là lỗi của anh mà. Em gái có thể cho anh biết là em tên gì được không? Chả phải anh bảo là anh đang vội mà. À, đúng là mấy phút trước anh đang vội. Thế nhưng mà từ khi nhìn thấy em, anh nghĩ mấy việc đấy chẳng có gì là vội vàng cả. Anh khéo nói quá. Em tên Vi An ạ. Vi An à? Ôi, nghe cái tên thật đẹp và ấn tượng. Anh quá khen ạ. Nhưng mà tên đẹp thôi thì có ăn thua gì đâu ạ. Không, tên em đã đẹp rồi. Người em còn đẹp hơn cơ. Từ khi nhìn em, anh thấy cuộc sống ồn ào ngoài kia bỗng dưng bình yên trở lại. Mà anh còn thấy cả ngôi nhà hạnh phúc của mình nữa đấy. Anh nói thế em ngại. Mà anh tên gì ạ? Anh tên Hiếu em ạ. Tên anh cũng đẹp quá anh ạ. Anh cũng phải công nhận là cả tên anh và em đều đẹp. Chúng mày ơi, xác nhận hộ tao cái, xem kia có phải thằng Hiếu không hay là tao hoa mắt nhở? Đúng anh Hiếu mà. Em còn đang nói chuyện rất vui vẻ với gái cơ. Ui, lại còn ạ, trao đổi số điện thoại cho nhau kìa. Đúng là sự thật rồi. Ui, không thể tin được, ảo ma Canada thế nhở. Ui, anh cảm ơn nhá. Bye bye em. Bye bye anh. Uầy. Này, ba đứa chúng mày thò thụt gì ở đây hả? Hiếu ơi, mày vừa tán gái đấy à? Chắc không phải đâu. Anh Hiếu thuê chị đi dàn dựng để kiếm bữa ăn của em mà. Này, tao suýt thì không nhớ ra cái việc đấy nhá. Thế thì tao nói luôn cho cái mặt mày biết là mày chuẩn bị tiền khao cả xóm trọ ăn đi, hiểu không? Tao xin tuyên bố là tao chính thức hẹn hò với Vian. Bye bye. Này, em bảo anh Hiếu như kiểu bị anh nhập á. Hay là ở trường anh Hiếu có bị ngã hay là bị làm sao? Không, ở trường nó có bị ngã gì đâu. Hay là quạt trần rơi? Ôi giời ơi, mày giàu à. Quạt trần rơi vào đầu thì nó sống thế nào được. Thôi cứ đi về đi, để theo dõi sau. Anh ý, bao nhiêu chỗ không đi, cứ bắt em về phòng trọ. Làm em tưởng anh có ý đồ gì với em cơ. Ý đồ gì đâu. Tỉnh mình ý, trong sáng như gương ấy. Mà kể cả anh có ý đồ thì cũng có con kỳ đà cản mũi thế kia, anh cũng chịu đấy. Đâu, kỳ đà cản mũi đâu, sao em không thấy nhở? Hai đứa mày bớt chuyện trò đi, tao buồn lộn quá. Giải đi. Tôn ơi, tao biết rằng là cặp sừng của mày mới cưa vẫn còn đau. Thế nhưng mà mày có cần phản ứng thái quá thế không? À mày được. À, cái anh mà anh bảo là mọc cả đống sừng trên đầu đây đúng không? Nhìn vô duyên thế này á, không có bạn gái là đúng rồi. Này, con đánh đều kia. Hả? Mày thích ăn nói linh tinh không? Tao tống cổ mày ra khỏi phòng bây giờ đấy. Anh, người ta đuổi em đi kìa. Thôi, em cứ kệ nó em ạ. Đầu nó mọc nhiều sừng quá, nó bị ảnh hưởng đến tính khí đấy. Thôi, mình đi ra ngoài đi chơi, đi. Em là em nể anh lắm đấy. Chứ em á, bị dị ứng nhất với mấy người hay bị cắm sừng đấy. Anh cũng dị ứng giống hệt như em ấy. Thôi, bây giờ mình đi nhá. Đi. Chung. Chúng mày đi đi, quay lại làm cái gì? Tôi đây làm sao đấy? Mà em vừa mới sang anh đuổi cái gì? Chị cứ hỏi thừa. Nhìn cái thái độ này á, chắc sừng mới cưa vẫn còn đau đấy. À, tiên sư của nhà Nghĩa Trang nhá. Tao chịu đựng hai đứa kia đủ mệt rồi, bây giờ mày còn trêu tao nữa hả? Úi giời ơi, em lại sợ quá. Anh cưa sừng rồi á, lấy gì mà húc em? Được rồi, cãi nhau bây giờ đấy. Anh Tuấn đây. Ngồi đấy. Anh Tuấn, nào, kể bọn em nghe xem có chuyện gì. Thì chuyện nó là thế này này. Đấy nhá. Đấy, chúng mày xem. Hai đứa nó cứ như thế, tao có chịu được không? Anh thế nào chứ? Bây giờ bọn mình là phải mừng cho anh Hiếu. Vì đến cuối cùng anh ấy vẫn không làm xấu hổ dòng họ mình. Đằng này anh lại ngồi để anh mừng chứ đi. Em thấy anh sống thế là không được đâu. Thì đã đành là như thế. Thế nhưng mà chúng nó làm tao buồn nôn lắm. Ui giời, anh buồn nôn thì nuốt nó vào. Em đây mất bữa khao còn chưa kêu này. Mày nói tao phải nhớ nhá. Thế chuẩn bị bữa khao đến đâu rồi? Thì nhanh lên tao còn ăn. Từ từ rồi em tính. Cái thảo như thế là không được đâu. Dòng họ nhà mình không ai có cái tính lẩn lọng với lươn lẹo cả. Hứa là phải làm. Thôi được rồi. Thế chiều mai 5 giờ em mời chị sang đây. Em khao anh chị. Được chứ. Đã thế nhá,
tao sẽ phải chuẩn bị bụng từ hôm nay. Chị cũng thế, chị cũng sẽ chuẩn bị bụng từ hôm nay. Nhưng mà Thảo ơi, định cho mọi người ăn gì ấy? Mai thì khác biết, mọi người tò mò làm gì. 2 này, 3 này. Ê! Con nhà cái Trang, mày đùa bọn tao đấy à? Ừ, anh đùa cái gì? Chuối này chuối nhập khẩu ấy, mày nhìn một quả đấy. À, hóa ra là mày lươn à? Mày cái gì? Em hứa là em kha mọi người, chứ em có hứa là ăn cái gì đâu. Ê, chơi thế. Dòng họ nhà anh chán thật đấy. Người thì đầu cắm đầy sừng, người thì gian xảo lăng nhăng cháo trở. Em quá thất vọng. Đến anh còn thất vọng, nói gì là em. Nếu có ước muốn cho thời gian trở lại thì anh nhá, anh ước anh chưa từng được sinh ra trong cái dòng họ này. Ừ. Anh Hiếu ơi, cái Thảo nó nói không đúng thật, nhưng mà anh cũng không được nói như thế. Ừ. Anh ơi, cái bà bôi giày này là ai đấy? Ăn nói như bố đời ấy. À, con này, mày đồng những ưu điểm của tao tao định phá cho mày cái bây giờ. Đấy, anh thấy không? Cả dòng họ của anh á, mỗi anh dễ thương thôi, ai cũng đáng ghét hết cả. Ừ. Anh cũng rất là khó chịu, cực kỳ là bực bội. Thôi, kệ chúng nó bạn. Bây giờ anh sẽ đưa em đi uống tàm hưa. Tàm hưa ấy, đi, đi. Đấy. Không thể lại như thế được, con bé này nó vô phép vô tắc thế chứ đấy. Ôi giời ơi, tưởng hiền lành thánh thiện thế nào, động vào môi giày cái lại dồ ngay lên. Em biết được á, mà tất cả tại cái Thảo này đã lăng nhăng thì chớ là còn thủ đoạn nữa. Đấy, làm nó chửi cho vốt mặt không kịp. Ơ cái gì mà. Ôi giời ơi, bây giờ nhá, tốt nhất là tách thằng Hiếu với cả con bé đấy ra, chứ không để hai đứa nó gần nhau á, không sớm thì muộn thằng Hiếu quên luôn cả bố mẹ ấy. Anh này, yêu nhau cũng được một thời gian rồi, anh cho em hỏi câu này được không? Em cứ hỏi đi. Ở quê nhà anh có nhiều đất không? Ở quê nhà anh cũng không nhiều đất cho lắm. À, thế bố mẹ anh có giàu không? Nhà anh nghèo lắm, bố anh còn hay ốm đau nữa cơ. Ở quê anh không nhiều đất, bố mẹ anh không giàu, thì sau này anh nuôi em kiểu gì? Anh anh cái gì? Gia tài bạc tỷ chả nói ra, cứ để em đấy lo lắng là thế nào? Ôi, tao làm gì có? Thôi anh Hiếu ạ, anh giấu làm cái gì? Tiền anh gửi tất trong ngân hàng á, tiêu mấy đời chả hết. Anh giấu thấy bạn gái buồn đấy. Thế nhưng mà tao không có. Anh có. Có đâu mà có đâu ra. Đầu óc chán thật đấy. Nhiều tiền đến nỗi á, bây giờ không nhớ là mình có bao nhiêu tiền. Chán mọi người nhỉ. Thế hóa ra anh là đại gia ngầm à? Ôi ôi, em yêu anh quá cơ. Thế này á, suốt phần đời còn lại em không cần phải lo nghĩ gì hết. Mà em thề nhá, em mà bỏ anh, em làm con chó. Tao làm gì có tiền. An ơi, anh không có tiền thật. Anh yêu em chỉ bằng con tim chân thành này thôi. Ôi giời ơi, cái thằng này, tao biết là mày hay quên. Ngoài cái việc mày quên mật mã để lấy số tiền đó, mày còn quên luôn cả số tiền mày đang có. Chết dở không? Số nào? Mật mã gì? Ui giời ơi, trí nhớ kém thế nhở? Đây, mật mã để lấy tiền ấy. Này, mật mã đây, dò đi, kiểu gì cũng ra thôi. Cái gì? Tiền ở trong ngân hàng tiêu mấy đời không hết mà không nhớ mật mã là cái vé số này á? Chứ còn gì nữa. Ê, thằng Hiếu này nhá, dò mấy chục năm nữa kiểu gì chả dò ra ấy. Dò đấy, dò đấy. Các người nhà em á, à không, cả họ nhà em, cả lò nhà em nhá, toàn xấu tính với đáng ghét, lại còn nghèo rớt vùng tơi. Chị mà lấy anh Hiếu nhà em nhá, chị chỉ có khổ cả đời thôi. Này, ôi giời ơi, vừa bảo là cái gì nhở, hứa yêu nhau trọn đời ấy, bỏ nhau là chó cơ mà. Ôi giời. Đây. Thời gian một tuần đã hết, tao trả lại thân xác cho mày đấy. Thế cuối cùng mình đã trở về với thân xác của mình rồi à? Một tuần qua tao đã cho mày biết cảm giác có người yêu là như thế nào rồi. Bây giờ mày tin tao là thần chưa? Tin thì tin rồi. Thế nhưng mà sao ông tán gái như thánh mà vẫn bị thất tình nhỉ? Vâng mày à, đã bảo là giao sắc một đầu chuôi rồi, mà mày quan tâm làm gì? Một tuần qua ấy, có rất nhiều sự kiện. Mày có rút được điều gì ra không ấy, đấy là việc của mày. Thôi, tao đi đây, bye bye. Ơ, ở đâu rồi nhở? Đi thật à? Đâu rồi, đâu rồi. À, ở đây rồi. Gì đấy? Chúng mày lao sòng sọc vào như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống rồi thế. À,
Mày còn nói được nữa à? Hả? Tại sao mày để cái con bé kia xúc phạm dòng họ nhà mình? Đứa nào? Đứa nào dám xúc phạm họ nhà mình? Chúng mày nói đi, để tao khô máu với đứa đấy. Nói, đứa nào? Này, con nhà nước Cẩm đừng có đùa nhá. Tao đùa với cái mặt mày đấy à? Hả? À, cái đứa nào mà xúc phạm dòng họ nhà mình nhá, tức là xúc phạm tao. Mà đã xúc phạm tao ấy, là tao xúc nó. Anh Hiếu. Ơ, anh Hiếu, anh vẫn giao du với mấy loại người này à? Đã nghèo, đã dốt rồi, phải biết chọn bạn mà chơi chứ. Toàn những người trả ra gì, dòng họ nhà anh á, đúng là tệ hại. Ô, này, cái con mặt bẹt kia nhá, sao mày dám xúc phạm vào dòng họ nhà tao, hả? Ơ, anh nói gì vậy? Em chỉ nói sự thật thôi mà. Mà chính lúc trước anh cũng công nhận vậy còn gì. À, tao công một cái mặt mày ấy, hả? Dòng họ nhà tao thế nào liên quan gì đến mày, hả? Lại còn vu oan giáo họa cho tao à, hả? Tao công nhận với mày bao giờ? Tao ở trong dòng họ của tao, xúc phạm dòng họ tức là không sống được thọ, mày hiểu không? Đấy, phải ngu ngu đần đần, xong rồi tỏ ra nguy hiểm như này mới là anh Hiếu chứ. Không phải ngu, mà đấy gọi là sống có tâm với anh em, có tâm với họ hàng. Này, cái thằng Hiếu này với cả thằng Hiếu lúc đấy khác hẳn nhau nhỉ chúng mày nhỉ? Anh dám nói tôi như thế, tôi chịu anh quá đủ rồi. Tôi chết đây anh. Con này nó bị điên à? Hả? Mày điên à? Tao yêu mày bao giờ mà mày đòi chia tay tao? Hả? Vừa va vẩn bằng tiếng tao ra nhá. Mà tao có yêu tao cũng không yêu cái loại mặt mẹt như mày, mày hiểu không? Va bằng tiếng ấy, bực hết cha mình. Nóng nghe nhỉ? Này, các anh chị ơi, em thấy anh Hiếu FA nhá, vẫn là số 1. Chứ còn gì nữa, tốt nhất từ bây giờ nhá, không cái đứa nào kích bác nó có người yêu nữa. Chứ nó mà vớ phải cái con nào như cái con kia, về nó chửi cho không ngóc mặt lên được đâu nhá. Thôi nhá, em chỉ thấy anh với cái Thảo á, anh chơi anh Hiếu nhất rồi, còn mày đặt dặn người khác. Thì từ bây giờ tao không trêu nữa. Thật nhá, nghiêm túc đấy. Thật, tao không trêu thằng Hiếu nữa, thế nhưng mà tao sẽ trêu cái mặt mày. Nhận, ôi, thơm à, ôi thơm à. Ôi, cứu tao.